Nhân quả báo ứng hãm hại người khác chính là tự hại bản thân mình. Tại trường Thủy Đường, Phú Gia Hưng, tỉnh Kiết Giang, có một phú ông họ Kim tên Trung. Gia tài chịu nén, người đời gọi là viên ngoại, tính tình bủng xỉn. Bình thường Kim Trung luôn có 5 điều hận. Thứ nhất, hận trời. Thứ nhị, hận đất. Thứ ba, hận gia đình. Thứ tư, hận cha mẹ. Thứ năm, hận hoàng đế. Ông hận trời, tại sao trời một năm không phải là 6 tháng? Tại sao còn có thêm gió thu đông khiến cho người ta sợ lạnh, phải mua thêm quần áo để mặc? Ông hận đất, ghét đất khiến cây cối sinh trưởng không đúng ý ông. Nếu đúng ý ông, thân thẳng tròn điều thì cái có thể làm một cột nhà luôn. Nhánh cây làm khung nhà dễ dàng, không cần phải có thợ gia công nữa. Ông hận những người thân của mình, hận bản thân không biết viết văn. Mọi người không ăn cơm thì bị đói. Ông hận cha mẹ để lại nhiều bạn bè thân thích, khi họ đến chơi làm tốn tiền trà nước. Ông hận hoàng đế đã phân chia cho tổ tiên ông đất đai, lại còn thu thuế của ông. Không chỉ có ngũ hận mà Kim Trung còn có 4 cái oán trong lòng. Thứ nhất là oán núi rồng của Đặng gia. Thứ hai là oán huyệt hoàng của Quách gia. Thứ ba là oán hận châu báu của Thạch Sùng. Thứ tư là oán ngón tay thành vàng của tổ sư Thuần Dương. Bởi vì 4 điều oán và 5 điều hận này mà tâm trạng luôn cảm thấy không đầy đủ, luôn muốn tích tài vật, ngày đêm không yên, đúng là đo lọ nước mắm, điếm củ như hành. Chính vì thế người dân dùng nó để đặt cho ông một cái tên gọi là Kim Lãnh Thủy. Những người ông ta đặc biệt không thích là các tăng nhân trên thế gian này. Không có những thứ của tục gia, không phải đi bố thí, cho nên Kim Lãnh Thủy vừa nhìn thấy tăng nhân là không thích. Trong lời nói của ông ta cũng đầy những ý tứ chỉ trích. Ở gần nơi ông ta ở có một ngôi chùa nhỏ tên là Phúc Thiện Am. Kim Viên Ngoại lúc này đã ngoài 50. Trước giờ không bỏ một đồng tiền nào để thắp hương cho Am. Vợ của ông có cùng ngày tháng năm sinh với Viên Ngoại, chỉ không cùng giờ. Bà thường ăn chay và làm nhiều điều tốt đẹp. Kim Viên Ngoại thích vợ ăn chay nhưng ghét vợ làm việc thiện. Vì đã 40 tuổi mà chỉ có con cái, nên thị đã giấu chồng lấy cái kẹp tóc 20 lạng vàng đem bố thí cho lão tăng Nhân Nhân. Vợ Kim Viên Ngoại xin ông tụng kinh cầu Phật giúp sinh hạ con trai. Phật môn linh ứng, quả nhiên là sinh được 2 người con, hơn nữa còn rất là khôi ngô, tướng tú. Bởi vì 2 đứa bé sinh tại Phúc Thiện Am mà được đặt tên là đứa lớn là Phúc Nhi, đứa nhỏ là Thiện Nhi. Hơn thế, sau khi có được 2 người con, vợ Kim Viên Ngoại thường xuyên giấu chồng đem củi đem cơm tới quyên góp cho Phúc Thiện Am, cúng dường cho các vị tăng ni. Kim Viên Ngoại tình cờ nghe được phong thanh, liền mắng chửi trời đất. Phu thê không thèm nhìn mặt nhau, cãi nhau đến khi ông ta mệt mỏi mới thôi. Người vợ là một người rất ngang bướng, sau khi cãi nhau vẫn theo ý mình mà làm. Năm đó phu thê họ tổ chức lễ mừng thọ 50. Phúc Nhi năm đó 9 tuổi, còn Thiện Nhi được 8 tuổi. Đều đã đi học thập toàn thập mỹ vào sáng hôm sinh nhật của mình. Kim Viên Ngoại sợ người thân tới mừng thọ, ông dự tính sẽ một mình đi trốn. Người vợ giúp làm một bàn chay, một là để mừng thọ cho vợ chồng mình, hai là để mừng con trai trưởng thành, hoàn thành tâm nguyện. Trước đây bà cũng đã nói qua việc này với chồng, nhưng ông chồng không chịu nên đành lấy của cải lương trang trong phòng riêng để làm. Đêm đó hòa thượng cầu hương hỏa đạo nhân đến, Kim phu nhân cầm mấy đấu gạo lứt, một mình mở cửa trộm lấy 3 đấu gạo, đưa gạo cho đạo nhân. Ngay sau đó Kim Viên Ngoại quay về, Kim phu nhân vẫn đang ở cửa kho để khóa cửa. Bị chồng bắt gặp lại còn nhìn thấy vài hạt gạo rơi dưới đất, biết là vợ lấy đồ ở nhà đi làm việc tư. Ông tức quá định thét lên, nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày vui, đồ của anh chị đều bị bà ta đem đi cho rồi, cũng không đòi lại được, đành nuốt nước bọt chịu đựng vậy. Ông bèn cố gắng nhẫn nhịn nhưng cả đêm không ngủ được. Kim Trung nghĩ đi nghĩ lại, làm thế nào để tên hòa thượng kia không đến nhà ta gây loạn nữa. Ông ta hận, chưa nghĩ ra được kế sách nào. Đến giờ, Thiền Minh lão hòa thượng dẫn theo một số đầy tớ đến trả lễ. Thực ra vị hòa thượng này cũng rất sợ Kim Lãnh Thủy nên chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Kim lão gia từ sáng sớm đã nhìn thấy, chào mày khó chịu. Bỗng chợt nghĩ ra một kế. Ông lấy mấy đồng xu, tung ra trung tâm thị trấn, rồi tới hiệu thuốc mua một ít thạch tím. Sau đó đi qua cửa hàng Vương Tâm Lan, mua ít điểm tâm,
Đến nơi thì thấy Vương Tâm Lan đang chuyên tâm nhồi bột mì với một bát đường trắng để làm bánh. Thấy thế, Kim lão gia lấy trong tay ra mấy đồng xu đặt trước mặt rồi nói: "Tâm Lan, cầm tiền đi, làm cho ta 4 cái bánh to nhưng ít thôi. Nhớ để một chỗ trống để ta tự tay cho thêm nhân vào." Nhưng Tâm Lan không nói gì, trong tâm thấy lạ. Một người nói tiếng keo kiệt như Kim Lãnh Thủy, từ khi ta mở tiệm bánh Điểm Tâm này, chẳng thấy người nhà ông ta bỏ một đồng nào mua bánh cả. Hôm nay cho mình mấy đồng này, quá là khách sợp. Thôi thì làm cho ông ta cái bánh to thêm một chút, để lần sau ông ta tới làm khách ruột của quán mình. Vương Tâm Lan lấy bột mì trắng như tuyết trong khay ra nhào nặng rồi nói với Kim Lãnh Thủy bên ngoài: "Xin ngài đợi một lát." Kim Lãnh Thủy bỏ thạch tín vào bên trong bánh, sau đó cho thêm nhân vào làm thành một chiếc bánh hoàn chỉnh. Cuối cùng đánh dấu vào bánh, ông làm liền 4 cái như thế. Để chỗ tiệm hấp chín, sau đó cho vào ống tay, ra khỏi cửa tiệm của Vương Tâm Lan. Đi bộ tới cửa nhà mình, lúc đó thấy hai thầy trò của Hòa Thượng đang ngồi trong sảnh uống trà. Kim lão gia nhìn thấy rất vừa ý, đi vào nhà nói với vợ rằng: "Hai vị sư phụ từ sáng sớm đã đến, sợ rằng bụng đã đói rồi. Lúc nãy có mấy người hàng xóm mời tôi ăn điểm tâm, tôi thấy bánh này rất là ngon, bèn lấy 4 cái, sao không mang mời cho hai vị sư phụ kia ăn nhỉ?" Kim phu nhân mừng thầm khi thấy chồng mình chân tâm đã hướng thiện, lấy một cái đĩa hồng châu bày ra 4 cái bánh, rồi bảo nhà đầu bê ra ngoài. Vị hòa thượng nhìn thấy Kim viên ngoại đã về nhà, không dám ở lại lâu, không có tâm trạng nào ăn bánh. Thấy nhà đầu mang ra rồi, hiểu được ý tốt của Kim phu nhân, cũng không đành từ chối, bèn lấy 4 cái bánh cho vào ống tay áo, nói lời cảm ơn rồi đi ra cửa, quay về Phúc Thiện Am. Kim lão gia mừng thầm trong bụng, chắc chắn lần này lão hòa thượng không thể sống tiếp. Lại nói về hai đứa trẻ con của Kim viên ngoại, khi được tan học đến am để chơi đùa, hôm đó chúng lại đến am. Lão hòa thượng nghĩ hai đứa nhỏ nhà kia thường đến đây, chẳng có gì mời chúng cả. Hôm nay Kim phu nhân cẩn thận đưa cho 4 cái bánh chưa động đến, vẫn để trong tủ, sao không mang ra cho chúng, mời chúng ăn bánh uống trà nhỉ? Ông bèn bảo đệ tử lấy 4 cái bánh trong tủ ra, đến nhà bếp nướng lên cho vàng, nóng lên, rồi mang thêm 2 cốc trà để trong phòng. Sau đó mời hai vị tiểu quan nhân ăn bánh uống trà. Hai đứa trẻ đang chơi nghịch, trong lúc đói bụng, nhìn thấy bánh nóng hôi hổi, mỗi đứa ăn 1 cái bánh hết sạch. Khi chưa ăn thì vẫn bình thường, vừa mới ăn vào cảm tưởng như thể có một ngọn lửa thiêu đốt trong tâm can, bụng đau như hàng vạn ngọn giáo đâm vào. Hai đứa trẻ cùng kêu đau bụng. Một lúc người đầy tớ đi theo hai đứa trẻ hốt hoảng, nói cần đưa chúng về nhà. Hai đứa trẻ đau đến mức không làm được gì, chân cũng không đi nổi nữa. Lão hòa thượng cũng lo lắng, nhưng chẳng biết nguyên cớ do đâu. Chỉ biết gọi hai đệ tử lại, mỗi người bế 1 đứa, nhờ người đầy tớ dẫn đường, đưa 2 đứa trẻ về nhà Kim viên ngoại. Sau đó hai vị tân nhân quay trở về, hai vợ chồng Kim gia ngạc nhiên hốt hoảng, gọi người đầy tớ ra hỏi sự tình. Người đầy tớ nói 2 đứa trẻ đến Phúc Thiện Am ăn 4 cái bánh, sau đó bụng bắt đầu đau. Lão sư phụ nói, mấy chiếc bánh này là do gia đình nhà ta gửi tặng ông. Ông không có nỡ ăn, cho nên lấy ra tặng lại cho 2 vị tiểu quan nhân. Kim viên ngoại lúc này mới biết rõ sự việc, bèn đem sự việc ông ta hạ độc tính nói cho Kim phu nhân biết. Phu nhân tâm tình càng hoảng loạn, bèn lấy nước lạnh cho 2 đứa nhỏ uống. Làm thế nào để chúng tỉnh lại bây giờ? Ngay sau đó 2 đứa trẻ hơi thở yếu ớt, máu trào ra khỏi miệng, thành 2 thây ma chết yểu. Kim phu nhân muôn vàn khó khăn, cầu mong mãi mới được 2 đứa con, giờ người chồng bất nhân lại tự đầu độc chết con mình. Vợ có đánh mắng cũng vô ích, bà đau đớn không nói lên lời, liền đi vào trong phòng lấy dây thắt eo treo cổ tự sát. Kim viên ngoại khóc thương 2 đứa con, đành nuốt lệ đi vào phòng định bàn bạc với vợ. Nhìn thấy cảnh tượng vợ treo cổ tự tử, sợ hãi gần chết, liền đổ bệnh nằm liệt giường, không tới 7 ngày sau thì qua đời. Những người trong dòng họ Kim Trung nhân dịp này từ lớn đến nhỏ đều rủ nhau tới lấy sạch đồ đạc trong nhà của ông ta. Gia tài triệu bạc nén của Kim viên ngoại từ đó mà mất sạch, danh tiếng của Kim viên ngoại trở thành ác nhân. Đây chính là quả báo của việc không hướng thiện mà hành ác vậy. Xương làng Phú Thành, tên địa danh đã được thay đổi, có nhiều người hành nghề đồ tể.
Nhưng nổi tiếng nổi đám nhất vẫn là Gia đình anh Trung. Tên nhân vật đã được thay đổi vì lý do tế nhị. Gia đình anh Trung có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trung vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho binh lính Pháp tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Từ hưởng nét tài hoa của ông nội, bố Trung nấu nướng rất ngon. Quán lòng lợn tiết canh của ông trên con đê đầu làng lúc nào cũng đông khách nồm nộp, nổi tiếng như thế. Nhưng phải đến đời Trung, cơ nghiệp của gia đình nội tể giàu truyền thống ấy mới thật sự phất. 6 tuổi đầu, Trung đã được tẩm bổ mỗi sáng bằng một bát tiết canh tươi và quả mật lợn nóng hổi. Không biết có phải nhờ công dụng của cả núi mật lợn khổng lồ ấy mà Trung lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. Và nghiễm nhiên, Trung trở thành người thừa kế nghiệp đồ tể của tổ tiên. Kỹ năng giết mổ lợn của Trung đạt đến trình độ thượng thừa. Nhanh như chớp, một nhát chài gan. Nhanh như chớp, một nhát chài ngang gáy. Con lợn quay lơ, không kịp kêu một tiếng đớp. Con thứ hai đổ gục. Cứ như thế chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. 19 tuổi, Trung đã đòi cưới vợ. Vợ Trung tên là Hương, 18 tuổi, đảm đang tháo vát. Con ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng ở làng bên. Lấy Hương, Trung như hổ mọc tim cánh, kinh doanh càng phát đạt. Dịp gần Tết, mỗi ngày thịt cả chục con, Trung kiếm tiền như nước. Năm 2000, vợ chồng Trung xây cất ngôi biệt thự 3 tầng rộng lớn, với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh váo vươn khỏi lũy tre làng. Ở một làng thuần nông như Phú Thành, ngôi biệt thự đó hoành tráng rực rỡ, xa xỉ như là cung vua phụ chúa. Có điều trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi. Chứ nói về gia đình Trung, người dân Phú Thành nổi tiếng về truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa. Nhiều người thành danh trong xã hội vẫn có thứ gì đó khinh miệt. Ôi dạo, dân đồ tể mà, nhiều tiền thật đấy, nhưng thất học thì cũng chẳng dễ dàng gì. Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm, tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay. Ở cái làng này á, phần lớn gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không có tốt, gặp họa cho đời sau. Như vợ chồng ông Long mổ lợn ở đầu thôn, hai vợ chồng ăn ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, cả hai vợ chồng đều bị tai biến nằm liệt giường liệt chiếu, thôi thà thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay. Rồi anh Trí, chủ cửa hàng thịt chó gần chùa làng, 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan, bộ xương to như cái cống, nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Mà nói đâu xa, ông nội tay Trung kia sáng sớm tinh mơ nồi đun cháo nước sôi làm lợn. Chả biết trúng phong hay ngủ gật, ngã vật xuống đất, đầu vui vào chảo lửa. Đến lúc vợ con phát hiện nhắc dậy thì cả cái mặt cũng bị lột da trắng bệch như phủ lợn vừa bị cào lòng. Cả nhà ai nấy cũng chết khiếp. Ông bố Trung khi đó mới ngoài 50 tuổi, buổi trưa ra đình làng uống nước với cụ Thủ Từ. Vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực, khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ôi làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến thấy ông nằm bất động trên giường, lai không cựa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch, đo huyết áp, bỗng dưng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi học ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng. Nhìn cảnh ấy ai nấy cũng hãi hùng. Cho nên mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân có quả. Sung túc như vợ chồng tay Trung đấy, nhưng chẳng biết hiểm họa sẽ ập đến lúc nào đâu. Trung thất học từ bé, lại sớm tiếp xúc với máu me giết chóc nên ăn nói lỗ mãng. Trung chẳng có thú vui gì ngoài thú vui bia rượu và đàn bà. Đam mê nhục dục, Trung không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe. Sau này kết thân với mấy tay lái buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La, nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, Trung đam mê rồi chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, Trung mua cả con về giết mổ tại nhà, thịt thì đem ra chợ bán, xương mang đi nấu cao, một phần để dùng, một phần để bán. Một hôm, tài lái buôn từ Sơn La
đem xuống cho Trung một con ngựa trắng, mắt thao đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai con mắt ngựa đã đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi mõm, có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Trung sướng sơn như bắt được vàng. Tài lấy buông dặn, con này đang có chữa. Nếu bác sợ thì hãy chờ khi nào nó đẻ xong thì hãy thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lấy vốn vô thần vô thánh. Trung không biết sợ là gì. Tối hôm đó, vợ Trung đi xuống nhà dưới, canh chuồng nhốt ngựa. Nghe qua cửa sổ, bỗng chị hét toáng lên. Trung hớt hải chạy xuống quát lớn. Cái gì thế? Có sao không? Chị vợ mặt cắt không còn giọt máu, nói hỗn hển qua hơi thở đứt quãng. Mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc. Trướng mắt nhìn kỹ lần nữa, tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như van lơn, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên. Tôi nghĩ đó là điềm xấu. Mình đừng có giết con ngựa bạch ấy nhé. Trung ngửa cổ cười ha hả. Bà xem phim ma cho lắm vào, rồi nhìn người tưởng ngựa. Nhìn ngựa tưởng người, chưa biết chừng. Có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó. Cho một nhát dao là tôi đời. Thôi, lên giường đi ngủ. Bà bị điên đến nơi rồi. Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân nhà Trung. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong. Chảo nước sôi reo ùng ục. Hằng Kiên, con trai út của Trung, 16 tuổi, cũng lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi, rồi đánh, chửi con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thấy vậy, Trung và mấy người bạn huỳnh huỵch vội chạy vào. Vừa nhìn thấy Trung, con ngựa bỗng nhổm dậy, hai chân trước quỵ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt màu thao đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Anh Chiến, bạn của Trung thấy vậy, liền khuyên Trung. Không nên thịt, nhưng Trung phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của Trung vùng chiếc bộ thép nhanh như một tia chớp, giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã khuỵu xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Trung rút con dao nhỏ xíu, cỡ hai đầu ngón tay, xuyên một nhát thật ngọt ở cổ. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhầy, lòng phèo, nằm ở giữa sân. Thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình, Trung sai vợ đem rửa sạch với nước gừng, rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ, vợ Trung sai thằng con thứ chở xe máy đi đến các đại lý để thu gom tiền. Trung ở nhà mở tiệc linh đình, rượu cao ngựa bạch, uống với thịt bắp ngựa bạch. Bỗng nghe tiếng ngoài ngõ lao xao. Có tiếng ai đó gào to. Ông Trung, ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác vợ con về. Trung vội vã buông bát, leo lên xe phóng như điên, ra đến đầu làng giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông xúm đen xúm đỏ. Cố hết sức chen, lách, vừa vào đến bờ mương. Trung đứng chết lặng, dưới lòng mương, xác hai mẹ con nằm bẹp, hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực, máu mũi, máu mồm, máu tai chảy lên láng. Giữa lòng xe tải là chiếc Honda Lead vỡ vụn. Sau này, người tài xế xe tải trình báo với công an huyện như sau. Đang lái xe với tốc độ 50 km/h, đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay ở đầu xe. Anh hốt hoảng đánh vô lăng sang trái. Đúng lúc chiếc xe Lead chở vợ con Trung vừa tới, xe lao đầu xuống mương. Lái xe may mắn thoát chết, rung rung mở cửa xe bước xuống. Tài xế rợn người khi nhìn thấy xác hai người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn ta vội vã bỏ chạy. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của hai vợ con Trung xảy ra vào cuối tháng 9. Thì đến đầu tháng 11, người con trai cả của Trung sinh năm 1974, cũng tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế, làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh, đang tuổi sung sức làm ăn, người văm váp, khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem tivi, anh ta đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồng ngủ. Nửa đêm thì lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ọc ra. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh ta đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu con trai cả khiến Trung hoang mang. Trung đi xem bói, thầy phán rằng gia đình bị một oan hồn báo oán.
Trung kể lại việc giết con ngựa bạch mang thai cho thầy nghe. Thầy bảo đó là do linh hồn con ngựa báo oán. Từ hôm đó, Trung bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ lạc, rước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Mọi thứ tạm yên được một thời gian. Ăn Tết xong, người con trai thứ ba của Trung lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của Trung. Đêm cậu kêu mất ngủ, ngày chán ăn, người cứ mệt rũ ra, thỉnh thoảng chợp mắt được một tí thì nằm mơ toàn ác mộng. Ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện đông y, tây y để điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người càng gầy yếu, mùa hè năm đó cậu trút hơi thở cuối cùng. Cái chết của cậu khiến Trung sợ hãi. Trung bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà gia đình Trung mất đến 4 mạng người, vợ và 3 hàng con trai. Bây giờ chỉ còn mỗi hàng con trai út 17 tuổi đang học lớp 11 của trường huyện. Tạm gác lại việc mổ xẻ, giết thịt, Trung chăm sóc con từng bước, đích thân ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Về nhà, Trung giữ rịch nó ở trong nhà, không đá bóng, không đi bơi. Thế rồi buổi trưa nọ, trong lúc Trung ngủ say, cậu út lẻn ra ngoài đi bơi cùng đám bạn. Trước cửa đình làng có hồ Ba Mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè, đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi, y ùm suốt ngày. Cậu út của Trung bơi rất giỏi, vậy mà hôm ấy chẳng hiểu sao, nó lại bị chết đuối. Mãi chiều muộn mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phền, da trắng bệch như con lợn vừa bị cạo lông, Trung học lên một tiếng: "Ôi con ơi!" Đột nhiên, máu đen từ mũi, từ miệng xác con ọc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến Trung hoàn toàn suy sụp. Trung suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một ngày, không thấy tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng than của Trung nữa. Hàng xóm kế bên chạy qua nhòm qua khe cửa. Họ hốt hoảng khi nhìn thấy Trung nằm sõng soài trên nền gạch, máu chảy lên láng. Phá cửa vào, mọi người rùng mình khi nhìn thấy trên yết hầu của Trung một vết cắt ngọt, sâu, máu vẫn còn đang đùng ra. Tay phải Trung vẫn nắm chặt con dao nhỏ, sắc nhọn bằng hai ngón tay. Con dao mà chủ nhật cuối tháng ấy, Trung đã dùng để xỉa một nhát thật ngọt vào yết hầu con ngược bài. Tháng 2 năm 1989, tôi quy y Phật tại chùa Ngọa Long ở Tây An với Đại sư Trí Chân. Năm 1991, tôi đến nhậm chức và giảng dạy tại một cao học nọ ở Bắc Kinh. Hơn 20 năm nay, tôi chuyên giảng dạy đào tạo người, vừa nghiên cứu khoa học vừa tu hành. Tuy chưa đủ tinh tấn, nhưng trong sinh hoạt lẫn công tác đã hưởng được nhiều lợi ích thâm sâu. Trước đây, những chuyện học Phật chưa cảm ứng vô biên, toàn là tôi được nghe từ các pháp lữ kể. Nhưng sau này thì chính tôi đã đích thân trải qua. Chuyện có thật này phát sinh ngay tại nhà tôi, kỳ lạ và huyền diệu không lường. Vì muốn báo ân chư Phật Bồ Tát, tôi xin đem việc này thuật lại, mong chư vị Phật tử tăng trưởng thêm lòng tin chân chính, kiên định. Đầu năm 2008, mẹ tôi bệnh tim và cao huyết áp nghiêm trọng. Chưa đầy nửa năm đã 4 lần do tim đập mạnh, ngừng đột ngột mà bị hôn mê ngất xỉu. Có lần ba tôi ra chợ mua đồ, mới rời mẹ tôi ra ngoài chừng nửa tiếng, thì khi về đã thấy bà té nằm trên đất, dập đầu chảy máu. Rồi sau đó dù bà có tỉnh nhưng không đủ sức bò dậy. Lúc tôi đưa mẹ đến các bệnh viện lớn đi điều trị, mẹ tôi không còn sức để đi. Bác sĩ khám thấy tim mẹ tôi đập nhanh hay bị hồi hộp hoảng loạn, mạch bị bế và nhảy thất thường. Bác sĩ bảo người già 85 tuổi mà mổ sẽ nguy hiểm rất lớn, nếu không suy kiệt đến cùng thì cố gắng không phẫu thuật. Vì vậy chỉ có thể dùng thuốc để xoa dịu bệnh tình mà thôi. Đến năm 2009, mẹ tôi cứ cách 1-2 ngày là phát bệnh, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Bác sĩ cho thuốc trị tim và cao huyết áp nhưng thảy đều vô hiệu. Thế nên tôi thật buồn khi nhìn cảnh mẹ tôi trị bệnh không hiệu quả. Những khi tiết trời thay đổi, bệnh bà càng trở nặng. Thậm chí đài khí tượng mới dự báo khí lạnh đến từ Tân Cương thì mẹ tôi đã cảm thấy khó chịu rồi.
thân thể bà suy cực điểm. Ban đêm tim thường bị ngừng đập và nhảy loạn xạ, gây cho bà cảm giác hồi hộp hủng hoảng. Thứ bảy cuối tháng 5 năm 2009, tôi đến thôn Trung Quang thăm song thân. Cha tôi bảo, khí trời mùa hạ oi bức, luôn nóng như thế này, e rằng mẹ con không qua khỏi. Không thể ngồi đó nhìn chờ mẹ chết, trong giây phút nguy cấp, tôi nghĩ đến Phật Pháp và muốn ngầm tạo công đức cho mẫu thân. Lúc đó tôi mới thuộc Kinh Kim Cang. Tôi biết công đức Kinh Kim Cang vi diệu không thể nghĩ lường, nên quyết định tụng Kinh Kim Cang. Hồi hướng công đức cho bà, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ bệnh của mẹ tôi chuyển tốt. Thế là chủ nhật tôi bắt đầu tụng, hàng ngày cứ 5 giờ sáng tôi thức dậy tụng một bộ Kinh Kim Cang, tụng rồi hồi hướng hai nguyện. Trước tiên là cầu cho quan gia trái chủ của mẫu thân. Học Phật hơn 20 năm, tôi biết những bệnh chữa trị vô hiệu đều thuộc về nghiệp chướng, nhất định là do oan gia trái chủ tìm đến đòi nợ quấy nhiễu. Vì vậy, tôi rất cần hồi hướng cho những oan gia trái chủ mà mắt phàm không nhìn thấy này. Nội dung hồi hướng đại khái như sau: tôi xin hồi hướng công đức tụng Kinh Kim Cang này cho tất cả oan gia trái chủ của mẫu thân. Xin chư vị oan gia đừng hành hạ dày vò mẹ tôi nữa. Tôi biết các vị rất khổ, mẹ tôi cũng khổ. Nhưng cứ quấy nhiễu thế này sẽ khiến đôi bên lưỡng bại câu thương đều bị thiệt hại. Giờ đây tôi tụng Kinh Kim Cang xin hồi hướng công đức cho chư vị, cầu chư vị tiêu nghiệp chướng, có thể ly khổ đắc lạc, thác sinh vào cõi lành. Mong chư vị phát tâm quy y Tam Bảo, tin và nguyện niệm Phật, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau đó tôi hồi hướng cho mẫu thân như sau: nguyện mẹ con nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, khang kiện trường thọ, phát tâm tin và nguyện niệm Phật, sau khi mãn báo thân này, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi tụng một tuần, xong bài bộ Kinh Kim Cang. Bởi lúc tụng vào khoảng 5 giờ sáng, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thân nên tôi chỉ tụng thầm. Lúc tụng văn hồi hướng cũng niệm thầm, trong tâm tưởng rõ ràng từng biến, chỉ là không đọc ra thành tiếng. Nhưng mà chuyện tụng Kinh Kim Cang hồi hướng cho mẹ này, tôi tuyệt chẳng hé răng đối với mẹ hay bất kỳ một ai biết. Sau một tuần, tôi đi Trung Quang thăm song thân. Khi tôi hỏi thăm bệnh tình của mẹ, phụ thân tôi tỏ vẻ hưng phấn nói: thật may, cả tuần này tim và huyết áp của mẹ con đều ổn, nên hàng ngày bà ngủ rất ngon, liên tục 7 ngày mà không phát bệnh. Đây là việc chưa từng có gần một năm nay. Nghe vậy tôi khấp khởi mừng, thầm đoán rằng chuyện mình tụng kinh cho mẹ đã có tác dụng. Thế là tôi kể cho mọi người nghe sự tình, ai nghe xong cũng kinh ngạc, đồng cho là vi diệu không thể lường. Sau đó mẹ mới khai ra chuyện bà giấu giếm bấy lâu nay, tôi nghe càng chấn động dữ. Mẹ tôi thổ lộ rằng trước đây bà sợ nói ra cả nhà sẽ không ai thèm tin nên đành im lặng. Số là gần một năm nay, tối nào bà cũng bị huyết áp tăng cao, tim mệt cực kỳ, ngủ không được, hơn nữa còn luôn nhìn thấy có người đi qua đi lại trong nhà. Mẹ tôi nhấn mạnh là bà không hề nằm mơ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà vẫn luôn nhìn thấy đám người đó. Tôi hơi hoảng hỏi liền: họ ra sao? Hả mẹ? Mẹ đáp: họ có đủ nam nữ, tuổi tương đối lớn. Thế hình dáng thế nào hả mẹ? Đa số thì mẹ không nhìn rõ mặt mày. Không chỉ có vậy, vào nửa khuya mẹ còn nghe tiếng phụ nữ khóc lóc. Có lần còn bị một ông to tướng cường tráng, tướng mạo hung dữ nhào đến chụp cánh tay, mẹ dằn lại thoát ra. Mẹ giải thích, bởi vì sợ thấy đám người này nên mỗi tối ngủ mẹ đều không dám quay mặt ra ngoài. Nhưng dù có nằm quay vô vách thì lần nọ, trước mặt mẹ chưa đầy 30cm, bỗng xuất hiện một kẻ vừa già vừa xấu, cực kỳ dơ bẩn hôi tanh, đến nỗi mẹ phải nùng thốc nùng tháo, ói mửa liên hồi, rồi kẻ quái gì đó mới biến mất. Trước năm 1949, mẹ tôi tốt nghiệp đại học, hồi chưa nghỉ hưu từng là nhân viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp của Trung Quốc. Bà làm việc tại thôn Trung Quang, do bản thân là dân trí thức cao cấp, lại có bề dày công tác mấy mươi năm tại viện khoa học, bà đâu bao giờ tiếp xúc với những gì được xếp loại là mê tín. Tất nhiên chẳng thể nào chấp nhận được các hiện tượng bao gồm người và vật thuộc lĩnh vực này. Bà không bao giờ tin là có quỷ thần. Nhưng lần này oái âm thai, chính bà lại đích thân diện kiến quỷ khi đang còn sống, lại không phải do ảo giác mà thấy. Điều này khiến mẹ tôi dù không muốn cũng phải tin. Tôi hỏi: sao mẹ không nói sớm cho con biết? Mẹ không hiểu chuyện này rất nguy và đáng sợ hay sao? Điểm đáng sợ chính là khi đó một chân mẹ đã bước vào quỷ môn quan rồi. Tôi giải thích cho mẹ rõ.
trong lục đạo thì nhân đạo, súc đạo và quỷ đạo, cả ba cõi này đồng sống trong một không gian. Cõi súc sinh chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cõi quỷ thuộc âm tính. Vì vậy mà con người bình thường nhờ dương khí thịnh hơn nên những chúng sinh cõi quỷ không cách chi mà tiếp cận được. Bởi vậy mà ta không thấy họ. Thế nhưng các oan gia trái chủ đã qua đời hiện đọa trong quỷ đạo luôn trực sẵn, đợi lúc con người bệnh nặng hoặc sắp chết, khi âm thịnh và dương suy, thì chúng lập tức đến tiếp cận để đòi nợ, hành hạ, báo thù. Vì vậy, ngày giây phút mẹ nhìn thấy chúng sinh cõi quỷ, tức là một chân đã bước vào quỷ môn quan rồi. Nếu mẹ chịu báo sớm cho con hay mọi điều, thì con có thể làm Phật sự để giải cứu mẹ sớm hơn. Mẹ nói, nhưng khoảng một tuần nay mẹ không còn thấy quỷ nữa. Chính là bắt đầu từ hôm tôi tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ và oan gia trái chủ của bà, thì ngay tối hôm đó chúng quỷ đã biến mất hết, suốt cả tuần không đến quấy rầy nữa. Trọn cả nửa năm sau đó, tôi một bề tụng kinh Kim Cang hồi hướng cho song thân, tụng khoảng 100 bộ. Kể từ chủ nhật mùa hạ năm 2009 trở về sau, bệnh tim và chứng cao huyết áp của mẹ tôi đã chuyển biến tốt. Mỗi ngày uống thuốc một lần, lượng thuốc cũng giảm đi phân nửa, ít hơn bình thường. Song thân tôi thuộc giới trí thức, họ tốt nghiệp đại học trước năm 1949, cùng là nhà khoa học ưu tú, công tác tại Viện Khoa học cao cấp, nên thuyết phục họ tin Phật là rất khó. Tôi học Phật đã hơn 20 năm, một bề tuyên dương Phật Pháp cho song thân hiểu, nhưng gia phụ một mực bán tin bán nghi, còn mẹ thì dứt khoát không tin. Nhưng kể từ lúc tôi tụng Kinh Kim Cang cầu cho mẹ chưa được cảm ứng vi diệu, chính việc này đã khiến hai nhà khoa học gia cứng cỏi của tôi chấn động và cảm kích. Lần này thì hai vị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bắt đầu tin Phật giáo và phát tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hàng ngày mỗi sáng tối bà đều bỏ ra một tiếng đi tản bộ, vừa đi vừa niệm Phật, tinh thần và sức khỏe sung mãn so với nửa năm trước giống như hai người khác nhau vậy. Gia phụ cũng 88 tuổi, hàng ngày ông cũng kinh hành niệm Phật hơn 2 tiếng. Tôi còn mua một máy niệm Phật cho mở ở nhà suốt 24 giờ, hỗ trợ song thân nhiếp tâm mạnh thêm. Chuyện cảm ứng của tôi, nếu nhận xét theo khoa học, vẫn hội đủ điều kiện để chứng minh. Rõ ràng là suốt tuần lễ tôi tụng Kinh Kim Cang cầu cho mẹ, tôi không hề thổ lộ điều này cho song thân hoặc bất kỳ ai biết. Và ngay trong thời gian tụng kinh, tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bí ẩn của mẹ. Vì vậy, khi mọi sự được hóa giải im đẹp, chẳng thể kết luận rằng tất cả đều do tôi tự kỷ ám thị hoặc ảo giác tạo hành. Do vậy mà tôi hoàn toàn xác tín công đức, Kinh Kim Cang, quả thực mầu nhiệm không thể nghĩ lường. Câu chuyện trộm cắp tài sản quốc gia làm của riêng, rước bệnh đau đớn hành hạ suốt đời. Còn người ta thường hay có bệnh ỷ lại và vì lòng tham ích kỷ nên ai cũng muốn vừa vét về cho mình nhiều hơn. Hồng Tiên Sinh, hơn 50 tuổi, là thợ máy làm trong xưởng cơ giới của chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ diệu pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Cũng không đợi mời ngồi, ông tự nhiên ngồi xuống. Thoạt nhìn đã biết tính cách ông rất sảng khoái, sư phụ diệu pháp hỏi ông ta. Chẳng phải vì bị chứng đau lưng nên anh mới đến đây sao? Ông có chút kinh ngạc nói, sư phụ, ngài thiệt là thần thông, còn chưa nói mà ngài đã biết cả rồi. Nói xong ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra. Sư phụ xem, đài bảo hộ lưng con nè, chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe, tức sâm xe, chế thành rộng chừng 15cm. Ông ngồi xuống nói tiếp, còn đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm nay rồi, bác sĩ nói là cơ lưng bị hao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu, chỉ có thể nương vào thắt lưng tự chế này, nếu không có nó bảo hộ, lưng con khó mà thắng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá độ. Ngừng lại một lát rồi ông nói tiếp, nghe bạn con nói ngài là một vị Bồ Tát sống, xin ngài hãy cứu con. Ngài trị lành lưng cho con, rồi hàng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài, cho dù phải lễ lại 100 lễ mỗi ngày, con đều làm. Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói, thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi cũng không phải là thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát, thì chúng ta còn có thể ngồi lại tại đây và nói chuyện với nhau sao?
Còn như tôi mà có thể trị bệnh thì tôi phải đến bệnh viện để làm nghề chẩn khám. Thực ra bệnh ông tốt hay không, quyền quyết định là ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông có làm được không? Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng đều làm tức. Nhưng con không phải là trộm cắp hay là đạo tặc. Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn cảm thấy bị sức ép rất nặng nề đúng không? Dạ đúng, giống như là có mấy chục ký lô đè nặng lên lưng con vậy đó. Ông có lấy trong công xưởng các thứ như là sắt nè, bản lề, đinh ốc vít gì không? Có khi còn xách cả rương đem về nhà nữa đó. Ông Hồng nghe như thế thì ngồi ngay người ra, lát sau thì gật đầu nói. Quả thật là có chuyện này, bởi con là thợ trong công xưởng, ở hiên lầu trước được thưởng trăng mà, từ buổi này có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng chứ? Như vậy mà cũng được gọi là trọ mư, ngay cả ông trưởng xưởng của chúng con cũng lấy đồ đem về nhà kia mà. Ông Hồng phân trần biện bạch, đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà ư? Hay là len lén bỏ đồ vào bên trong cả mèn cơm trống, rồi mắc láo liên đem ra khỏi xưởng? Có như vậy không? Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn, câu hỏi của sư phụ khiến ông Hồng sững sờ. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không nên lời. Hòa thượng tiếp lời, không những thế, ông còn lấy kìm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như là ống khói, kỳ hút rác, bếp lò, đũa, kẹp gấp. Ông Hồng đột nhiên ngắt lời hòa thượng. Sư phụ, làm sao mà ngài biết hết được như vậy? Thì chính chúng đang đè lên lưng ông, khiến ông thẳng người không nổi đấy. Đột nhiên tôi cảm thấy thư phòng trở nên giống như một phòng thẩm vấn. Hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng lúc nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói. Con lấy đồ về tuyệt không phải cho mình con xài, cũng không cầm đi bán, đa số đều cho thân hữu láng giềng. Do công nhân lương thấp, dù sao cũng lấy đồ công của nhà nước, kể cả thủ kho cũng làm vậy. Đây vốn là việc đồng tình thông cảm, cùng hỗ tương cho nhau, là chuyện bắt thành văn trong công xưởng, nhưng con không biết đấy là trộm. Vừa rồi sư phụ có nói con nghe như sét nổ giữa trời quang, khiến tâm từ chấn động thức tỉnh. Thực trời cao có mắt, đồ công con lén lấy về, ngài biết hết trơn. Hơn nữa tất cả các thứ đó đều đè lên lưng con, đây thực là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay con bệnh ngày càng nặng, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay mới rõ, muốn người đừng biết, chi bằng mình đừng làm. Câu này thiệt là đúng ghê. Con xin đảm bảo với sư phụ, bắt đầu từ nay trở đi, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn mặn, không trộm lấy cắp tài vật của quốc gia. Ngày mai con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng, con rất hối hận vì mình tin Phật Pháp quá trễ như thế này. Nếu không, con đã chẳng làm điều xấu. Xin được hỏi ngài, con phải tụng đọc sách Phật nào? Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống vậy. Tôi liền nói, tôi sẽ tặng cho ông vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa thỉnh kinh sách Phật về xem. Ông Hồng cảm ơn tôi rồi quay lại hỏi hòa thượng. Những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về, nay có thể quy ra thành tiền đem trả lại được hay không? Hòa thượng nói, nếu ông đi trả như thế, phiền phức cho ông sẽ càng lớn. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội nhờ vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho công xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh việc làm xấu này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia mà làm của riêng. Ông phải đem thân ông để làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đấy chính là biết nhận lỗi hối cải, đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa.
Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với Hòa Thượng: xin Ngài hãy đợi xem, nếu như con không biết hối cải thì rất có lỗi với Ngài. Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vừa vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục lên cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng đã không còn nữa. Ông hớn hở nói: từ hôm đấy về nhà, tôi cảm thấy bệnh đã lành hơn phân nửa rồi. Những gì Hòa Thượng yêu cầu, tôi đều tuân hành hết. Tôi đã lập bàn thờ Phật và tủ đựng kinh sách, đã thỉnh tượng Quán Thế Âm về sớm tối thắp hương lễ bái. Mỗi ngày đều xem kinh, kinh Phật giảng dạy thật hay quá. Đến nay thì tôi tâm an, khí hòa, bệnh cũng lành rồi. Những ngày tháng này, gia đình chúng tôi vui mừng giống như Tết, thật là cảm tạ Hòa Thượng biết bao. Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buồn giàu đồ tể thành Phật liền vậy đó. Nhưng quả báo ứng bị bệnh tật đau đớn là một khía cạnh đáng suy ngẫm về quy luật tương ứng giữa hành động và hậu quả trong cuộc sống. Nhân quả là nguyên lý, cho rằng mọi hành động của chúng ta sẽ có hậu quả tương ứng. Và báo ứng bị bệnh tật là một minh chứng thực tế cho những hành động sai trái mà chúng ta đã và đang làm. Trên nền tảng vững chãi truyền thống tâm linh của sự thực hành đạo Phật trên 2.000 năm và từ các cuộc nghiên cứu khoa học nghiêm túc hiện đại về trạng thái thân và tâm thư giãn có tác dụng chữa trị bệnh tật tốt đẹp, người Phật tử cần phối hợp chăm sóc y khoa với tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền và cầu nguyện để giải trừ bệnh tật và phát triển sức khỏe trong đời sống hàng ngày. Trong đời sống hàng ngày, câu chuyện 4 lần phá thai, cặp vợ chồng chịu quả báo thảm khốc. Viễn Minh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt. Gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng do công việc phải giao tế nhiều đã phát sinh nhiều việc khiến họ bó tay. Viễn Minh từ nhỏ rất ưa tĩnh tọa tu hành. Sau khi kết hôn, do bề bộn việc nhà lẫn công ty nên dần dần anh tu hành giải đãi và huân nhiễm những thói xấu thế tục. Trong thời gian này, anh tạo ra vô số sát nghiệp, sát, đạo, dâm, vọng, vì điều phạm hết. Do vậy mà quan hệ phu thê dần chuyển xấu. Mới đầu thì phát sinh gây gổ, sau đó dẫn tới ẩu đả, hôn nhân ở bên bờ vực tan vỡ. Viễn Minh cũng muốn cứu vãn hôn nhân, hy vọng thoát khỏi phiền não, vì vậy anh tìm đến tôi. Lần đầu diện kiến, Viễn Minh gây cho tôi ấn tượng không tốt. Nhìn sắc mặt anh, khí sắc u ám tối tăm. Tôi nói, anh gần đây tâm tư rất thống khổ, nơi tìm đau đớn khó chịu lắm phải không? Đúng vậy. Viễn Minh gật đầu thừa nhận. Vợ anh từng phá thai 4 lần, trong đó có một bé trai hết sức ưu tú phải không? Mặt Viễn Minh đang bình thường bỗng chuyển sang tái nhợt. Anh căng thẳng nói, quả tình vợ tôi đã phá thai 4 lần, nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái. Riêng vợ tôi trước khi phá thai có lần đã nằm mộng thì thấy một đứa bé trai. Ngài làm sao mà biết được hay vậy? Những việc của mỗi cá nhân làm không gì mà không lưu lại, còn gọi là di lậu, hiển lộ rõ. Tất cả việc mình làm thấy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm ghi lại hết, nhưng bản thân mọi người lại không hay, còn đinh ninh cho rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm. Thực tế thì tất cả đều được ghi lại đủ, không sót mảy may. Những việc không hay phát sinh trong gia đình anh thấy đều do sát nghiệp tạo thành, mà trong đó tội phá thai là nặng nhất. Anh nhất định phải chí thành sám hối, tụng kinh ăn chay, phải vì mỗi vong thai đã bị giết đó mà tụng ít nhất 7 bộ Phật thuyết truyền thọ, diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh. Nhất định phải thành tâm, thành ý sám hối sửa đổi. Từ rày về sau không nên đánh đập vợ nữa. Anh có làm được như vậy chăng? Làm được, tôi nhất định làm được. Viễn Minh chấn động, cương quyết nói. Một tháng sau, Viễn Minh dẫn vợ là chị Trương đến gặp tôi. Lúc này khi ám đen trên gương mặt anh ta đã biến mất, hơn nữa dung nhan còn rất tươi tắn hớn hở, đầy vẻ tự tin. Vừa gặp tôi, Viễn Minh đã xúc động nói, thật không thể nghĩ lường, tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong kinh Phật thuyết pháp truyền thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni. Tôi vừa mới đọc một biến thì ngay đó đã cảm thấy muộn phiền đau đớn, nơi tim tôi tiêu mất. Thế là tôi vội đến y viện khám, nhìn vào thì thấy bảng điện tâm đồ hiển thị bệnh tim đã hồi phục bình thường. Bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên. Tôi nguyện từ nay nhất định kiên trì học Phật, tụng kinh sám hối, làm một Phật tử chân chính, sống lợi ích cho chúng sinh. Hiện giờ thì quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển biến rất là tốt. Vợ và con cái cũng khởi sự bước vào đường học Phật. Nhờ Viễn Minh thực tâm sám hối, chân hành tụng, Phật thuyết truyền thọ,
diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni Kinh, nên đã hóa giải oán hận nơi dông thai, giúp đứa bé sớm được đầu thai, đồng thời bệnh của anh cũng được hồi phục mạnh lành. Cả nhà đồng tu học theo Phật Pháp, thu được nhiều lợi ích. Xin giải thích thêm, phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng. Những người phụ nữ từng phá thai cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước Phật tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni hoặc kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các vong thai bị giết. Như thế mới có thể diệt tội, tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụ thì hiệu quả càng tốt. Bởi khiến nữ nhân từ hoài thai đến phá thai là trách nhiệm của nam nhân không thể trốn tránh. Câu chuyện thứ hai, tôi kết hôn được mấy tháng thì có thai. Lúc đó do chưa hiểu Phật Pháp, chẳng biết nguy hại của báo ứng nhân quả, xét thấy kinh tế lúc này chưa đủ để nuôi con, nên tôi đã phá thai. Sau đó công việc làm ăn dần dần phát triển, kinh tế khấm khá, tôi lần lượt cho ba đứa con chào đời. Tới khi mang thai đứa con thứ tư, tôi hoàn toàn thấy không vui vì bị vỡ kế hoạch, do đã ngừa nhưng lại có thai ngoài ý muốn. Thế là tôi bèn đi phá thai, tạo thêm tội một lần nữa. Sau đó bạn bè tôi rủ đi chùa, tôi được may mắn nghe giảng Pháp nên phát tâm học Phật và tập tu, sám tụng theo thời khóa hàng ngày. Từ đó tôi nguyện hành thiện, dứt ác như lời Phật dạy. Sau khi tự kiểm, tôi thấy mình đã tạo tội rất là nặng. Hai lần phá thai ngày xưa đem đến cho tôi nỗi ân hận không vui. Bây giờ tôi đã ngoài 50 tuổi, năm ngoái đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi bị ung thư vú. Do hiểu được Phật Pháp nên tôi biết đây chính là báo ứng, là quả ác đã tới do nhân giết hại bào thai. Bây giờ chỉ có cách bình thản thọ nhận. Và tất cả những công đức tu hành tôi xin đem hồi hướng cho các vong linh thai nhi bị chết oan. Vì chúng mà tạo nhiều điều thiện lành, tôi cầu cho chúng được sinh vào cõi lành. Chính nhờ học Phật, nương nhờ vào sự gia bị của chư Phật, Bồ Tát, tuy tôi bị mắc bệnh ung thư nhưng lại không bị hành hạ, đau đớn. Cho đến lúc bị giải phẫu mổ xẻ, tôi cũng chẳng thấy đau. Hơn một năm nay tôi sống an lạc, có lẽ nhờ tôi biết ăn năn sám hối, tích công bồi đức, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, cho nên dù bị trả quả báo, vẫn không thấy đau đớn. Tôi rất biết ơn chư Phật, Bồ Tát. Còn em gái tôi là Vi thì không được như vậy. Chồng nó làm ở nước ngoài, nó có công việc rất tốt, rất bận rộn, nên không có thời gian chăm sóc con cái. Khi Vi chuyển bụng sinh đứa con thứ hai, chồng nó vắng nhà, đứa bé sinh ra là con trai. Do Vi không hiểu Phật Pháp, nó không vui và cảm thấy đứa con này mang đến nhiều chướng ngại, nếu nuôi sẽ chuốc lấy phiền muộn và choáng mất thời gian không ít. Thế là Vi chẳng thèm bàn tính với chồng, nó nói với bác sĩ là nó không muốn có đứa con này. Vị bác sĩ cũng rất dạn tai và bạo gan, ông ta đồng ý giúp nó hại chết thai nhi. Vì mê muội, Vi đã tạo ra tội sát nhân. Đến lúc phút hết rồi thì họa tới. Kết quả vừa tròn 55 tuổi thì Vi bị ung thư vú. Tuy đã phẫu thuật, xạ trị hóa học, chạy chữa đủ cách, Vi vẫn qua đời. Ngoài tội phá thai thì em gái tôi bình thường cư xử với mọi người rất tốt. Vì vậy khi mà nghe tin nó bị ung thư, ai cũng ngạc nhiên. Thế nhưng nhân quả báo ứng luôn theo ta như bóng với hình, nó đến không hề thiên vị một ai. Vì vậy tôi muốn nhắn nhủ với các chị em phụ nữ rằng, khi đã mang thai, xin đừng sợ phiền ngại nhọc. Bạn phải có trách nhiệm sinh con cho đàng hoàng và hãy dốc sức nuôi dạy chúng cho chu đáo, cho đến thành nhân. Cũng đừng lo kinh tế không đủ, vì mỗi đứa con đều mang theo phước báo riêng của chúng. Còn nhỏ Ngọc Thu, bạn thân của tôi, nó có nghề nghiệp ổn định, tánh tình thì nhu mì ôn thuận. Do không biết đạo, chẳng hiểu về Phật Pháp, nên Thu đã phá thai rất nhiều lần. Về sau nó bị chứng ung thư, khắp thân nổi đầy cục bướu. Hành nó đau đớn khổ sở khôn xiết, bệnh ngày càng nặng, các bác sĩ đều bó tay. Thù qua đời khi vừa tròn 45 tuổi. Sau khi học Phật Pháp, tôi mới biết phân biệt tà, chánh, đúng sai. Nếu tôi sớm biết Phật Pháp, tôi đã không tạo tội và không để cho bạn bè thân quyến của mình tạo tội. Tôi thấy ăn chay rất có ích, giúp thân tâm được trong sạch, dục niệm giảm. Còn ngược lại, ăn mặn thì dục niệm nặng, thân trượt, tiết dục chẳng dễ. Tôi muốn nói với các bạn là khi có thai, ngàn vạn lần chứ nên phá thai. Bạn đã tạo ra chúng thì phải nhận lấy trách nhiệm với sự có mặt của chúng. Bởi chính vì sự ngu si của tôi đã cướp mất cơ hội được làm người của các con tôi. Bây giờ biết tu sửa, tôi hối hận và khổ đau khôn cùng. Tôi xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp, nếu sinh ra sẽ xuất gia tu hành,
không bao giờ hướng vào hôn nhân nữa. Như thế tôi sẽ không phải tạo ra những tội ngu si như thế này. Tôi hy vọng hai chữ phá thai được bôi xóa vĩnh viễn ở trần gian, để mọi thai nhi có cơ hội làm người, gặp Phật Pháp tu hành, lìa khổ được vui. Lời bàn: nạo phá thai là một việc làm vô cùng tàn độc của loài người, hành động chấm dứt mạng sống, cướp đi quyền được sống của những sinh mệnh bé nhỏ cần được lên án mạnh mẽ. Dưới quan niệm của Phật Pháp, linh hồn các thai nhi có năng lượng rất lớn, chúng có thể càng nhiễu vòng từ trường bao bọc xung quanh con người, khiến người mẹ bị mất đi lý trí. Dưới đây là những quả báo mà người mẹ có thể phải nhận. Linh hồn hài nhi hay quấy phá người mẹ. Những linh hồn này rất khống khổ, chúng chưa đi hết đường đời của mình trên chương thế, nhưng đã phải lìa đời quá sớm. Xuống tới âm gian cũng chẳng có chỗ cho chúng nương thân. Chúng phải chịu đói, chịu khát, chịu lạnh và chịu đựng sự cô đơn dày vò khôn thấu. Chúng phải đợi tới khi dương thọ vốn kỳ trong sổ âm tào kết thúc, chúng mới được giải thoát và được đi đầu thai kiếp khác. Chính vì vậy mà những đứa trẻ này đầy lòng oán hận với những người đã hút phá thai, đặc biệt là người mẹ ruột của mình. Linh hồn thai nhi quấy phá không cho mẹ sinh đẻ thêm. Sau khi cha mẹ nào hút chúng đi lại muốn sinh thêm em, thì chúng sẽ rất tức giận, đồng thời trút cơn tức giận đó lên đầu em trai và em gái của mình. Chúng hành hạ em mình, thậm chí còn khiến bà mẹ phải sảy thai, hoặc thai bị chết lưu. Đối với linh hồn, những hài nhi thù hận mẹ mình sâu nặng, thậm chí còn nhân lúc mẹ bị sảy thai mà lấy đi sinh mệnh của mẹ mình. Đó là nhân quả của việc phá thai mà người mẹ phải chịu đựng. Nhập vào cơ thể mẹ khiến họ mắc bệnh tật khó chữa. Linh hồn hài nhi có rất nhiều phương thức báo thù mẹ chúng, không chỉ riêng là cách sảy thai. Một cách thường thấy là chúng nhập vào thân thể của người mẹ không chịu xuống. Chúng bám vào đâu thì nơi đó sẽ thấy rất khó chịu và mắc bệnh nọ, tật kia, khiến cho người mẹ mất lý trí. Linh hồn các hài nhi có năng lượng rất lớn. Chúng có thể can nhiễu vòng từ trường bao bọc xung quanh con người, khiến người mẹ bị mất đi lý trí. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại, cho rằng tỷ lệ tự sát của những người mẹ từng đọa thai cao hơn từ 3 đến 5 lần so với những người phụ nữ không đọa thai. Điều này là do người mẹ bị linh hồn anh hài bị đọa thai, khống chế và mất đi lý trí. Có rất nhiều bà mẹ trẻ vì lý do nào đó mà phải phá bỏ đi đứa con đang được hình thành trong bụng của mình. Đó là việc vô cùng dai dứt, khiến không ít người bị ám ảnh ân hận cả đời. Theo cơ sở khoa học, nạo phá thai có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người phụ nữ. Còn theo giáo lý nhà Phật, nạo phá thai tương đương với tội sát nhân và sẽ phải gánh nghiệp báo nặng nề. Chủ tâm nạo phá thai theo giáo lý nhà Phật không khác gì giết chết một mạng người vô tội. Tệ hại hơn nữa là sinh linh này bị giết chết khi đang chuẩn bị chào đời. Theo giáo lý nhà Phật, một sinh linh bị giết chết do kết quả của hành động nạo phá thai có chủ ý sẽ vứt vưởng trong đối khác lạnh lẽo và cực kỳ thương tâm ở một không gian khác, vì chưa được luân hồi ngay mà phải chờ rất rất lâu sau. Vì người chủ tâm nạo phá thai đã gây ra nỗi thống khổ này của sinh linh vô tội, người đó chắc chắn bị báo ứng. Đại đức Thích Đồng Giải, trụ trì chùa Linh Sơn và chùa Vạn Phật ở thành phố Pleiku, Gia Lai, từng chia sẻ rằng không ít người phụ nữ cũng nói chuyện với ông vì một lẽ nào đó mà họ phải từ bỏ cái thai trong bụng mình. Tối ngủ, họ thường xuyên nằm mơ thấy một đứa trẻ lạ mặt chạy xung quanh. Con người không chỉ có một kiếp sống, người này gặp người kia để trả nợ, báo ân, báo oán và đòi nợ. Tùy theo duyên, nghiệp mà họ đi theo nhau đến cả ngàn kiếp. Việc không ít gia đình làm ăn lụi bại sau khi phá thai là điều phù hợp với luật nhân quả. Bởi khi sát sinh, nghiệp ác đó có thể báo ứng ngay ở hiện tại, tức kiếp này, hoặc tương lai, tức kiếp sau. Nhiều người gây nghiệp ác, phá thai còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chính vì thế, khi mắc sai lầm, hãy thành tâm sám hối bằng tất cả tấm lòng. Không nên tìm cách bào chữa, bởi không có lý do nào được xem là hợp lý để tước đi quyền sống của một con người. Con người. Con câu chuyện 4 ngày đêm trôi dạt giữa biển cả, anh ngư dân thoát chết nhờ niệm Phật. Trước căn nhà tranh đơn sơ, một đám đông tụ họp xôn xao bàn tán. Trong số đó có một người phụ nữ ôm hai đứa con nhỏ, vẻ mặt bồn chồn. Đó là vợ của anh Trần Văn Việt, một ngư dân 43 tuổi, sống ở ấp Hòa Hiếu 1, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
Cách đây khoảng mấy hôm, chị đã nhận được tin báo từ chủ ghe, nói rằng chồng chị đã bị rơi xuống biển và chết mất xác. Chị đau đớn khóc than, chấp nhận sự thật đau xót rằng chồng mình đã ra đi vĩnh viễn, nằm dưới lòng biển cả. Nhưng rồi có một kỳ tích đã xảy ra, khiến chị và họ hàng lối xóm khi nghe tin mà không dám tin vào tai của mình. Đó là anh Việt vẫn còn sống sau 4 ngày đêm chơi vơi dưới biển cả, không phao, không đồ ăn, không nước uống. Thế nên họ tập hợp lại đây để chờ đón anh trở về. Phải tận mắt nhìn thấy, sơ tận tai thì họ mới tin được. Trời đã tối, phía xa xa thấp thoáng một chiếc xe ô tô đang tiến dần tới. Anh Việt mở cửa xe bước xuống với khuôn mặt sạm đen, bong tróc nhiều chỗ, nhưng nhìn chung thì sức khỏe vẫn ổn. Mọi người trông thấy bóng dáng quen thuộc thì chạy đến vây lấy anh, vui mừng khôn xiết, chẳng nói nên lời. Những người ngư dân trong xóm thì không ngừng xích xoa về kỳ tích thoát chết của anh Việt. Với kinh nghiệm bao năm đi biển, việc một người hoàn toàn tay không có gì thì không thể sống sót 4 ngày đêm giữa biển cả được. Họ chỉ có thể gọi đó là sự mầu nhiệm, một hiện tượng siêu nhiên vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Việt bước vào nhà, ngồi xuống giường, vây quanh anh là vợ con, họ hàng, làng xóm, ai nấy cũng vui mừng háo hức khi nghe anh thuật lại quá trình anh thoát nạn. Việt chậm rãi kể lại cho mọi người nghe về 4 ngày đêm kỳ lạ ấy. Giữa tháng 5 năm 2023, Việt theo tàu cá Ngọc Lợi ở Bến Tre khởi hành ra khơi, bắt đầu chuyến hành trình đánh bắt cá. Với anh như bao người dân khác, đánh cá là thức ăn, là nguồn kinh tế nuôi sống gia đình. Chúng đơn giản là công cụ để nuôi sống con người, thế thôi. Và anh đã gắn bó với nghề này hơn 27 năm ròng mà chẳng lăng tăng suy nghĩ gì nhiều. Sau 2 tuần lên đên ngoài biển, tàu đã cách đất liền 200 hải lý, tức là khoảng 370 km. Lúc đó là khoảng 7 giờ tối ngày 1 tháng 6 năm 2023. Bao phủ không gian là một màu đen lẫn lộn giữa trời và biển. Điểm xuyết, vài chấm sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao và ánh sáng lập lòe nhấp nháy của vài tàu đánh cá ở phía xa xa. Vẫn là bản giao hưởng âm thanh quen thuộc của tiếng sóng nước dập dìu hòa với tiếng động cơ nổ phành phạch. Việc tính đi tắm, anh cởi áo, vòng lối bên mạn tàu đi ra phía sau là chỗ vệ sinh tắm rửa. Không may, lúc đó có một nhịp sóng xô vào ghe khiến nó chồng chành, hất anh chớ với. Anh vươn tay định chụp lấy cái ống kim loại gần đó mà lại chụp hộp, thế là chẳng biết bấu víu vào đâu nữa, Việc rơi tủm xuống biển. Anh hốt hoảng hét thật to kêu cứu, nhưng hét mãi mà chẳng ai nghe thấy. Bởi tiếng máy nổ của động cơ tàu đã nuốt trọn cả tiếng kêu cứu ấy. Tàu cá Ngọc Lợi ngày một đi xa khỏi Việc. Ánh đèn trên tàu cứ nhỏ dần, rồi mất hút phía chân trời, mang theo tất cả hy vọng của anh. Xung quanh anh giờ đây chỉ có biển cả và màn đêm thăm thẳm, mênh mông không bờ bến. Việc hiểu ngay là mình đang phải đối mặt với điều gì, nỗi sợ hãi dâng lên và càng lúc càng tăng thêm. Là một ngư dân lâu năm, anh tất nhiên bơi giỏi, nhưng giỏi cỡ nào thì cũng chỉ trụ được tầm một ngày là cùng. Tình hình của anh rất căng, không phao, không nước ngọt, không đồ ăn, không có gì cả ngoài chiếc quần đùi đang mặc trên người. Giờ muốn sống thì buộc phải tìm được tàu đi ngang qua đây, xà máy cũng phải lội tới. Anh thầm nghĩ và nhìn quanh, cũng may là có vài đốm sáng của các ghe khác le lói ở phía xa. Vậy là việc dùng hết sức mình bơi theo hướng đó, thi thoảng anh lại hét to lên, hy vọng có ghe tàu nào nghe thấy, nhưng vẫn chẳng có một tín hiệu nào hồi đáp. Việc như một kẻ vô hình giữa biển trời rộng lớn, anh dần rơi vào tuyệt vọng. Sau này anh mới được biết, khi anh rớt xuống biển, mọi người trên ghe không thấy anh, họ đã huy động nhiều ghe quay lại, quần tới quần lui, tìm muốn nát khu vực đó mà không thấy gì. Họ đành về báo cho gia đình là anh đã chết mất xác. Một ngày, một đêm trôi qua, Việc vẫn lênh đênh giữa biển khơi mênh mông không bờ bến. Cái đói cái khát và lạnh lẽo bủa vây làm anh kiệt sức, chẳng thể bơi được nữa. Còn chút hơi tàn, Việc cố gắng khuya khoắn tay chân để nổi được lên trên mặt nước, vớt vát sự sống. Khát quá, anh nhấp chút xíu nước biển cầm cự. Nhưng hễ uống nhiều hơn một chút thì không thể nào chịu nổi cái vị mặn chát xé cổ họng của nó. Thì thoảng có mưa thì Việc ngẩng đầu lên, hứng từng giọt mưa rơi vào miệng. Nhưng chúng thì chẳng thấm vào đâu với cơn khát ghê gớm trong anh. Ban ngày, nắng trên biển cực kỳ gay gắt, khiến da mặt của Việc cháy sạm. Lột từng mảng, lột ra lớp da non trắng ẩn. Thỉnh thoảng lại có đàn cá nhỏ lao tới, anh như vớ được bữa ăn ngon, thì nhào rỉa khắp bụng và chân, cũng đau đớn lắm. Việc gỡ chúng ra từ từ rồi thả chúng về với biển cả. Như thường tình,
Chúng có thể là một nguồn thức ăn cho anh, ít nhất cũng đỡ được cơn đói cồn cào một chút. Nhưng việc chợt động lòng, một thứ suy nghĩ xa lạ lóe lên trong đầu. Có lẽ những con cá này cũng muốn sống, muốn bình yên về với biển cả, như mình đây đang muốn sống, muốn bình yên về với đất liền. Thời gian ngâm mình trong biển cả càng lúc càng dài, nước mặn làm miệng anh lở loét và mắt không thể nào mở ra được. Việc nhận ra có lẽ mình sắp chết. Sóng bắt đầu dữ dằn hơn do sự ảnh hưởng của một cơn áp thấp nhiệt đới. Nhưng việc lấy đâu ra sức mà đối đầu với chúng nữa, chỉ còn cách thả trôi tính mạng của mình theo làn nước đó mà thôi. Đành phải chấp nhận số phận của mình kết thúc ở đây sao? Trong khoảnh khắc ấy, anh định bỏ cuộc. Nhưng rồi hình ảnh người vợ và hai đứa con lại hiện lên trong tâm trí. Mình chết thì cũng đành vậy, nhưng rồi vợ và hai đứa con phải sống thế nào đây? Đứa nhỏ mới chỉ 4-5 tuổi, rồi ai sẽ nuôi chúng nó? Việc không thể đầu hàng, hơi thở còn thì việc sẽ tiếp tục kiên cường đến cùng. Ấy thế nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Anh quá bé nhỏ trước đại dương bao la, sức đã cùng, lực đã kiệt, anh chưa từng nghe thấy ai có thể sống sót khi rơi vào tình cảnh này. Chỉ có phép màu mới có thể vượt qua chuyện này. Phép màu ư? Việc đã nghĩ tới Phật, tới Quán Thế Âm Bồ Tát với nhiều chuyện màu nhiệm mà từ nhỏ anh đã được nghe kể. Bằng những hơi thở yếu ớt còn sót lại, anh mở miệng cầu cứu. Mẹ Quan Âm cứu con, Phật Tổ cứu con. Con còn con nhỏ 4-5 tuổi, không ai nuôi nấng. Nếu con được sống trở về, con xin hứa bỏ nghề đánh cá, không làm nữa, nhất định không làm nữa. Dứt lời, việc bắt đầu niệm liên tục. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi việc bắt đầu niệm, anh không còn cố bơi hay khua khoắng tay chân. Thay vào đó, anh khoanh chân ở tư thế xếp bằng lơ lửng giữa dòng nước, hai tay chắp vào nhau, miệng niệm liên hồi. Ngạc nhiên chưa, trong tư thế đó cơ thể anh không bị chìm xuống, mà từ cổ trở lên vẫn nổi trên mặt nước. Thậm chí anh còn lại Phật được 3-4 lần bằng cách cúi rạp cả mặt và đầu xuống nước rồi lại ngẩng đầu lên. Có bao nhiêu sự tha thiết anh dồn hết cả vào câu niệm Phật. Cứ thế niệm rất lâu cho đến khi anh mệt quá thì ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ anh thấy đồ ăn thức uống bày ra ê hề chung quanh. Anh ăn uống thỏa thê. Điều kỳ lạ là đến lúc tỉnh dậy anh thấy mình đúng là không còn đói khát nữa. Một điều đáng ngạc nhiên khác, người thường ngâm mình trong nước biển lâu như vậy sẽ thấy lạnh run lên cầm cập. Chỉ cần một ngày là các cơ bắp sẽ bị chuột rút, co quắp lại. Còn việc thì chỉ thấy mát lạnh như lúc trời mưa. Vậy thôi chứ không có gì đáng ngại. Ngày thứ ba, vẫn chẳng có tàu cá nào nhìn thấy việc cả. Từ lâu anh đã không bơi nữa vì đâu còn sức mà bơi. Anh chỉ lo niệm Phật thôi. Và một sức mạnh bí ẩn nào đó vẫn giữ anh lơ lửng không chìm. Lạ hơn nữa, dưới chân anh giờ đây như có một nền đất sinh lầy vậy. Việc thử bước đi, thấy nó trơn tuột, nhưng có thể bước từng bước một chậm rãi. Anh đi bộ như vậy cả mấy hải lý liền để tìm tàu. Điều này quá là vô lý, nhưng mà nó lại đã diễn ra. Ai hỏi thì anh không biết lý giải như thế nào, chỉ biết là nhờ vậy mà anh vẫn còn sống ở đây. Và đó là bằng chứng. Nếu chẳng phải sức gia hộ của chư Phật, thì chẳng nhẽ anh có thần thông sao? Đi mãi, vẫn chẳng thấy chút hy vọng nào lấp ló cả. Việc mệt lả, anh thả trôi mình giữa dòng biển cả mà ngủ thiếp đi. Anh biết mình đang được an toàn trong sự gia hộ của Phật và Bồ Tát. Anh chắc chắn thế, vì không thì anh cũng đã chẳng còn sống đến giờ này. Vậy nên việc chẳng sợ hãi hay hoang mang, anh cứ thế ngủ ngon lành, lúc thì nằm ngửa, có lúc thì nằm sấp, mơ màng chìm vào những giấc mơ. Cuối cùng, vào chiều ngày 4 tháng 6 năm 2023, có một con tàu của Phan Rang phát hiện ra anh đang bất tỉnh trong tư thế nằm úp, nổi bồng bềnh trên mặt biển. Khi ấy, con tàu đang cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý, tức gần 70 km về hướng Tây Nam. Các thuyền viên cảm thấy thật kỳ lạ. Ban đầu họ cho rằng đây là một xác chết, vì nếu nằm sấp như thế, làm sao mà thở được, làm sao mà sống? Ấy vậy mà khi các thuyền viên vớt việc lên tàu thì họ nhận ra là anh vẫn sống, tình trạng không quá tệ. Chỉ là miệng và lưỡi anh đã lở loét nặng, da bong tróc nhiều mảng. Thân thể thì có vài vết thương do bị cá rỉa, hai mắt thì đỏ lừ không mở ra được,
miệng rên hừ hừ, nói trong mê sảng: "Tôi vừa đi nhậu hay sao mà dời sai thế nhỉ?" "Nhậu nhẹt gì, tôi thấy anh đang nằm úp trên mặt biển, trôi tự do nên vớt vào đây, chứ ăn nhậu gì ở đây?" Họ lấy nước rửa mặt lau khô, ủ ấm, nhỏ thuốc nhỏ mắt và đút sữa cho Việt. Dần dần anh hết mê sảng, tỉnh lại mới nhận ra là mình đã được cứu thoát. Lời cầu nguyện của anh với chư Phật, Bồ Tát đã được đáp ứng. Việt không ngớt lời cảm ơn các thuyền viên và được họ đưa vào trung tâm y tế đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận để các y bác sĩ chăm sóc thêm 2 ngày rồi mới đưa về nhà. Đó là lần đi đánh cá kinh hoàng nhất trong suốt hơn 27 năm ra biển và cũng sẽ là lần cuối cùng của Việt. Nhớ lại 4 ngày, 4 đêm lên đền trên biển cả giành giật sự sống khỏi bàn tay của thần chết, anh vẫn chưa hoàn hồn. Anh ngậm ngùi nói với vợ và bà con: "Tôi đã hứa với Phật, nếu được cứu sống, tôi không làm nghề đánh cá nữa. Từ nay tìm kế sinh nhai khác, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu." Việc đã hứa nên sẽ giữ lời. Có lẽ giờ đây anh cũng đã thấm thía nỗi đau đớn thống khổ của biết bao nhiêu con cá bị anh tước đoạt lấy sinh mạng. Anh thèm khát sự sống bao nhiêu thì chúng cũng vậy, nào có khác gì đâu. Cơm áo gạo tiền là vấn đề muôn thuở mà chẳng mấy ai lại không trăn trở về nó. Có một công việc với nguồn thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình là mong mỏi của hầu hết chúng ta. Dù như vậy, chúng ta vẫn phải tỉnh táo để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp. Một công việc thiện lành, không gây tổn hại đến bất kỳ chúng sinh nào, đem lại lợi ích cho xã hội sẽ dẫn tới kết quả tốt đẹp. Một công việc gây tổn hại đến chúng sinh, nhất là nghiệp sát, sẽ dẫn tới quả báo thống khổ trong đời hiện tại và những đời sau. Đó là quy luật nhân quả, một quy luật chi phối hoàn toàn đời sống của tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Trải qua tai nạn trên biển, cận kề cái chết, Việc quyết tâm từ bỏ nghề nghiệp đã nuôi sống gia đình anh từ bấy lâu nay. Mặc dù hoàn cảnh của anh rất nghèo khó, đó là điều không phải ai cũng làm được. Nhiều người dù biết công việc mình làm là nghiệp ác, nhưng vẫn không dám từ bỏ và viện lý do cơm áo gạo tiền để biện minh cho sự lựa chọn của mình. Bởi vì chẳng chịu quay đầu nên quả báo đau khổ đang chờ đợi họ trong tương lai. Chư Phật mười phương ra đời vì lòng từ bi thương xót, thường đưa tay cứu vớt chúng sinh khổ nạn, dùng sức phương tiện dìu dắt chúng sinh quay về nẻo thiện để được an lạc về sau. Và câu chuyện có thật đã xảy ra với Việt và rất nhiều trường hợp báo ứng hiện đời cùng linh ứng Phật Pháp khắp nơi. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sớm đường theo giáo lý Phật Pháp, bỏ ác làm lành, thoát khổ được vui, khổ được vui, khổ. Câu chuyện quả báo của tà dâm khiến cả nhà phải đau khổ. Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt Nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng nhiên thường xuyên đi về Việt Nam đầy khó hiểu. Lần gần nhất là ở lại hơn 2 tháng. Hỏi thì ông ấy bảo về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói là làm ăn cái gì. Nhưng lần nào đi cũng mang theo nhiều tiền, mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu. Ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình, làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt dần chuyện chăn gối cùng vợ. Cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước đây, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi. Tôi điện thoại về Việt Nam do hỏi nhiều người quen thì được biết ông đang cặp bồ với một phụ nữ không còn trẻ nhưng đẹp. Tôi vội vã lấy vé máy bay về Việt Nam thì cũng là lúc chồng tôi đang trên đường về Mỹ. Tôi ở lại Việt Nam gần một tháng, lần la dò hỏi thì được biết người phụ nữ kia ở trong nhóm câu Sài Gòn, tức là câu người trên mạng. Tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới biết được nhóm này có khoảng 10 người, chuyên lên mạng sưu tầm các hình ảnh độc đáo và những thông tin nóng mà nhiều người nước ngoài quan tâm, rồi post lên trên mạng và các diễn đàn. Từ đó nhóm này có vô số người quen khắp nơi trên thế giới. Mỗi người trong nhóm luôn có hàng ngàn địa chỉ để giao lưu quan hệ. Tôi giấu không cho biết tôi từ Mỹ về. Thật may mắn khi tôi được giới thiệu và kết thân với một người trong nhóm đó. Lần la mãi, tôi được cô này cho xem cả sắp hình. Trong đó có cả hình chồng tôi đi câu cá ở Bình Chánh, rồi tắm biển ở Nha Trang, chung với cả nhóm. Nhờ thế mà tôi biết rõ mặt người phụ nữ kia khi đang ôm chồng tôi. Cố dằn lòng, tôi vẫn tỉnh bơ như không quen biết ai trong tấm hình trước mắt. Khi hết sức thân, cô gái kia mới dốc bầu tâm sự.
Đại khái cô cho biết chúng em là những người tử tế, có ăn học, có nhà cửa đàng hoàng, chỉ tội nghèo. Cô ấy rất tự hào về chuyện cầu của mình. Cao hứng cô bốc chân mọi thứ. Chị tưởng ai cũng có thời gian suốt ngày trên net ư? Chị tưởng ai cũng đủ trình độ để sưu tầm những hình ảnh độc đáo và các tin tức nóng này hay sao? Những email em gửi là các mồi câu, cả ngàn mail gửi đi, bèo nhất thì cũng có vài chục phản hồi. Bao nhiêu năm như thế, chúng em có vô số bạn hữu, từ thân ít đến thân nhiều và rất thân. Trong đó thì em sẽ lựa ra nè, con nào hám của lạ, nhiều lắm, đủ mọi thành phần luôn. Và em thường dành ưu tiên cho cá nước ngoài, vì dễ giải lại nhiều tiền. Đặc biệt quan tâm đến loại đã chết vợ, nhất là loại cá già. Cá càng già thì càng tốt, càng dễ câu. Nhưng thú vị nhất là loại vợ chết. Đầu tiên là chat, kế tiếp là điện thoại, sau đó là hẹn gặp tại Việt Nam. Em luôn thòng câu rằng xin làm hướng dẫn viên miễn phí mọi lúc mọi nơi. Ít khi thì em chủ động gọi điện thoại lắm, vì tốn tiền. Chỉ cần nhá máy thôi là cá sẽ gọi lại ngay. Em siêng chat lắm nha chị. Có lần hả, cùng một lúc phải chat với 4-5 con cá luôn đó. Nhưng vẫn khỏe re à. Rồi cô ta hào hứng huỵch tẹt. Em đang là em tinh thần, là em kết nghĩa, là cháu dễ thương của rất là nhiều cá nước ngoài. Cả là người thương yêu dấu hoặc là cục cưng rất nhớ của nhiều con cá lờ đờ đó chị. Mỗi kỳ lễ Tết hoặc là sinh nhật, em đều có quà của cá từ các nơi. Cá luôn hào phóng và rộng tay với bọn em. Cá về thì bọn em đón, cá đi thì bọn em tiễn. Nhưng ngại nhất là vào tháng Tết này, nhiều cá về lắm. Em rất là lúng túng khi phải xếp lịch vì sợ cá đụng đầu. Do đó mỗi đứa bọn em luôn phải có ít nhất là 4 đến 5 số điện thoại, sợ cá ghen khi thấy máy bận. Bọn em có đứa đã mua được nhà, mua được xe xịn luôn, còn đi du lịch đó đây thì là chuyện giặt. Chợt giọng cô trùng xuống. Bọn em đứa lớn nhất cũng trên 50 rồi, trong đó có mấy đứa đã vướng HIV vì cá nước ngoài á, chẳng ai chịu dùng bao cao su. Cô chỉ ngay người phụ nữ trong hình đã cặp bồ với chồng tôi 2 năm nay. Mấy đứa này vừa đang uống thuốc vừa đang trả thù đời á. Chúng ngủ với bất kỳ ai muốn chúng và nhất định là không cho dùng bao. Nhóm câu Sài Gòn là tên kín đáo mà bọn em tự gọi cho vui, ít người biết lắm. Vậy làm sao tránh được? Tôi hỏi. Cô bảo, không tránh được đâu, khó biết lắm. Vì bọn em là người đàng hoàng, có ăn học tử tế, có đứa còn là Phật tử thuần thành, siêng lễ bái lắm chị ơi. Tôi tối sầm cả mặt, ù hết cả tai khi nghĩ đến chồng tôi. Không còn hơi sức đâu nghe tiếp. Phải lão đạo đứng lên ra về. Tôi trở lại Mỹ mà lòng tan nát. 3 ngày không nói với chồng được một câu nào. Cuối cùng chẳng thể mãi thinh lặng. Tôi kể hết với ông về chuyện mà tôi biết về nhóm câu Sài Gòn. Và yêu cầu ông đi xét nghiệm máu. Mới đầu ông nổi giận ghê gớm và quát nạt kinh khủng. Quá chán nản, tôi chẳng nói lại nửa lời. Sau đó tôi lẳng lặng thu xếp áo quần về ở với con trai lớn được hơn 1 tháng trời. Trong thời gian này, ở nhà ông ấy đi xét nghiệm máu. Kết quả dương tính HIV. Dù đã đoán trước được, nhưng tôi vẫn bàng hoàng sụp đổ và nghĩ đến bản thân mình. 3 tháng sau mới lấy lại được thăng bằng, tôi đi xét nghiệm. Kết quả cũng như chồng tôi, dương tính HIV. Tôi có 2 con trai và 2 con gái đều trưởng thành. Tôi không biết vi tính, không có nickname, phải nhờ con gái viết lại chuyện buồn của mình để gửi các diễn đàn. Chỉ với mong ước các diễn đàn tiếp tục phổ biến, đến càng nhiều càng tốt, sao cho mọi người cảnh tỉnh, đừng để ai vướng vào bất hạnh như gia đình tôi. Đó là tâm nguyện của tôi, xin các diễn đàn giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối đời mình. Lời bình. Quả báo của tà dâm là bản xét nghiệm HIV dương tính và người đàn ông chính trong câu chuyện đã mắc phải. Đây là bài học cho các đấng bài râu và cả nữ giới khi tìm cách mồi chài dâm dục phái nam. Quả báo của tà dâm ở hiện đời thì bệnh hoa liễu. Nhưng mất thân người thì đọa vào địa ngục ôm trụ đồng nóng lửa, thân bị cưa chém không biết ngày nào mới ra. Ở đây chúng ta thấy vợ của ông ta không tội tình gì mà cũng bị vạ lây. Người thế gian chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là không công bằng đối với bà. Nhưng nếu hiểu nhân quả thì gia đình chính là cộng nghiệp. Thật buồn cho bà, nhưng có lẽ kiếp trước bà đã từng gieo nhân gì đối với người chồng hiện tại, nên giờ bà mới gặp phải cảnh đáng thương này. Không chỉ mình bà, mà con cái bà đều bị ảnh hưởng.
Câu chuyện cảnh tỉnh đến người đời nên giữ gìn đức hạnh, bảo vệ hạnh phúc gia đình, không sống phóng túng tà dâm, có ngày sẽ vào hầm hố không lối thoát. Câu chuyện lời tâm sự của anh luật sư từng phạm tội tà dâm. Tôi thi đậu vào 2 trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Song thân tôi làm lụng gian khổ, dù có cố làm thêm, lãnh thêm nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà, công tác luôn gặp bất lợi. Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thức tính lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn 1 năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp, nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ, lại xảy ra lũng củng ách tắc chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt, lại phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lận đận. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ 100 lần cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn 1 tháng trước, tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm hay thủ dâm nữa, bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn ngừa giới dâm, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển biến tốt, tật bệnh tự động tiêu, quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc ngày càng nhiều. Trước đây do bạn hay thủ dâm lại quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh rồi sức khỏe đều thất bại. Tôi tùy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn được 1 tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng bệnh viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn nghẹt mũi, tùy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận, mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên hoan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi thấy rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ, nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế? Anh bạn tôi giải thích, nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa, gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương ứng với phẩm hạnh xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn, những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ cả tin vào những tuyên bố của các ông bác sĩ hay chuyên gia cho rằng tà dâm thủ dâm là chuyện bình thường vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được. Điều này rất sai lầm. Bởi chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết. Do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, huân dưỡng thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tật thủ dâm sẽ không có ý chí nghị lực, vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thệ nguyện ngừa giới dâm, quyết sống trong sạch rồi thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên khinh an, thoải mái, thái độ ủ rũ, nản chí trước đây không còn. Từng ngày sống như được thái dương chiếu rọi. Trước đây do tinh thần sa sút lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt được hiệu quả, thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu, trong lòng quang minh chính đại, giống như có thái dương sôi rọi nơi tâm.
Khi đó tôi không hiểu, giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Bạn cứ thệ nguyện giữ giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn lần may mắn và vô cùng tri ân vị bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Câu chuyện tà dâm khiến phúc lộc thọ bị giảm. Tôi có một người anh trai, anh có chức sắc, được xã hội kính trọng. Anh có vẻ bề ngoài có học thức, địa vị, đạo đức, đẹp trai, lịch lãm, đáng yêu. Nhưng bên trong là gã sở khanh chính hiệu với đầy đủ phẩm chất, tà dâm, dối trá, tham lam và vô đạo đức. Anh có gia đình im ấm, trai gái đầy đủ, các con đều học giỏi. Vợ anh là người vợ chịu thương chịu khó, gia giáo và đức hạnh. 12 năm trước khi anh du học về, nghèo rớt mồng tơi, sự nghiệp bắt đầu từ đây. Anh không dùng tài năng của mình để phát triển sự nghiệp một cách chính nhân quân tử, mà sử dụng vốn tự có để chinh phục hàng tá phụ nữ lắm tiền nhiều của, đục khoét tài sản của họ và hàng loạt đồng nghiệp nữ trẻ để phục vụ nhu cầu của anh. Anh không giới hạn số phụ nữ đã quan hệ tình cảm, tiền bạc anh kiếm được từ công việc đều giữ cho riêng mình, dù cấp có giới hạn cho gia đình. Phần lớn anh dùng tiền này để phục vụ cho việc ngoại tình, qua cáp, du hí cùng bồ nhí. Với nhân tình lớn tuổi có gia đình, có tiền, anh để họ trả tình phí khi anh ngỏ lời yêu thương. Anh vẽ ra bản thân đang ở trong tâm trạng bất hạnh. Anh vẽ ra bản thân đang ở trong tâm trạng bất hạnh, không hạnh phúc, khó khăn tiền bạc, thiếu thốn vật chất, nhà ở với những nhân tình đó. Với tình kẻ đáng tuổi con cái, anh sẵn sàng cướp đoạt trinh tiết của họ, cung phụng tiền bạc, và họ tự nguyện phục vụ tình dục cho anh khi cần. Bởi anh hứa hảo về công việc mà hàng tá cô gái trẻ mơ ước, giảng viên các trường đại học, du học cùng anh xây dựng tương lai tươi sáng. Gieo nhân ác, tạo nghiệp ác và gặt quả báo. Thời gian thấm thoát trôi qua 12 năm, anh nghèo so với bạn bè, không chức vụ, không được đồng nghiệp tôn trọng vì tự cho mình là hơn người. Anh chỉ hơn họ là có nhóm nhân tình trẻ bằng tuổi con anh. Những người phụ nữ cùng trang lứa ngày xưa yêu anh, thương anh, nhận ra anh là kẻ đáng khinh, không đáng được hưởng hạnh phúc mà họ cam tâm dành cho anh nên đã từ bỏ. Anh tôi lại lao vào nhóm phụ nữ trẻ. Hàng tháng có 2-3 nhân tình phục vụ cho anh bằng tất cả sự dâng hiến và tự nguyện. Các cô gái đôi mươi được anh chiếu cố, yêu thương, tự phong cho mình là hot girl vì đống gãy một nam trung niên mà nhiều phụ nữ thèm khát. Các cô không biết mình là một con cừu non, đứng trước con sói già săn mồi lão luyện. Cái gì cũng vậy, việc làm trái đạo đức thì trời không dung đất không tha, không cần luật pháp trừng trị. Ngày định mệnh đã điểm, anh mắc bệnh tình dục và tim mạch do đời sống phóng túng, trụy lạc, sa đọ, ăn chơi trác táng thời gian dài. Không giữ gìn sức khỏe mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo, anh áp dụng kiểu chữa bệnh ngu muội là tìm con gái nhà lành, nhân viên dưới quyền để quan hệ, hy vọng không nhiễm bệnh. Anh kết thúc mạng sống của mình khi vừa tròn sinh nhật 48 tuổi, sau cơn tai biến và chết sau đó 30 phút, để lại gia đình suy sụp toàn diện về vật chất, tinh thần, cha mẹ già, con thơ, chưa thành gia thất, cùng hàng tá nhân tình suốt 12 năm qua. Anh phá hoại hạnh phúc người khác, hủy hoại trinh tiết con gái nhà người ta, thì giờ lại phải trả bằng mạng sống của chính mình. Vợ anh không chồng, con không cha, cha mẹ đau khổ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Tất cả gánh nặng, trách nhiệm gia đình tôi gánh vác, vừa thương anh, thương chị dâu và các cháu, vừa rút ra bài học đạo đức từ anh để giúp tôi sống tốt hơn và yêu quý gia đình mình hơn. Anh đã lầm và không còn cơ hội sửa chữa. Phạm tội tà dâm nặng như thế này thì đây chỉ là quả báo lúc còn sống mang thân người, còn quả báo sau khi mất thân người còn tệ hơn gấp ngàn lần. Cảm ơn vị Bồ Tát nghịch hạnh này đã thị hiện một bài học đáng cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Hành vi tà dâm chưa cảm ác báo đời này và kéo dài đến nhiều kiếp về sau. Câu chuyện chiếc cuốc mòn và người đàn bà cũ, buồn có dễ không? Chuyện kể rằng có một người nông phu nọ, sau một buổi sáng đổ mồ hôi cày cuốc trên đám ruộng cằn cỗi, chờ mãi vẫn không thấy người vợ hay cằn nhằn của ông đem cơm ra đồng cho chồng. Đang đói lả, mắt mỏi trong, ông nhìn thấy một nhà sư đi khất thực về, dáng vẻ oai nghiêm và từ tốn. Nhà sư ngồi xuống dưới một bóng mát ven rừng, rồi thọ thực một cách khoan thai và đầy trân trọng. Nhà sư ăn xong vẫn còn một ít thức ăn thừa chưa động đến. Thấy người nông phu có vẻ đang đói, nhà sư gợi ý anh ta nếu muốn có thể ăn phần thức ăn đó.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, người nông phu liền xin ăn phần thức ăn tàn thực đó. Anh ta có cảm giác là chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Ăn xong, anh ta mơ màng nghĩ ngợi. Mình cặm cụi làm quanh năm suốt tháng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mà có được bữa ăn nào cho có hương có vị như bữa ăn của nhà sư khất thực đâu. Hay là mình xin nhà sư cho đi xuất gia, theo sư đi tu, khất thực sống qua ngày mà lại được an nhàn thông thả và còn được ăn ngon nữa chứ. Anh ta cũng so đo tính toán thêm, mình có gì để mất đâu, chỉ có bà vợ đã không xin lại còn hay cào nhào than vãn, và cái cuốc sắt đã rỉ mòn, cái cán thì nhẵn vẹt, từ bỏ ư? Thử xem. Nghĩ sao làm vậy, anh ta lân la đến nói chuyện với nhà sư rồi xin theo thầy học đạo. Nhà sư vốn không hỏi thực hư động cơ xuất gia của người đàn ông này là gì. Thấy anh ta có vẻ thành tâm và tội nghiệp, nhà sư đồng ý nhận anh ta làm học trò và cho xuất gia. Sau khi xuất gia, cạo bỏ râu tóc, khoác lên mình tấm y cà sa ba mảnh, anh ta cũng tập tành giữ oai nghi, ngồi thiền và đi vào xóm làng để khất thực, sống đời sống của người xuất gia. Ban đầu vì còn hứng thú với đời sống mới, anh ta ngoan ngoãn vâng lời thầy và các sư huynh quét dọn, học vài câu kinh, rồi ngồi thiền khá yên. Rồi chẳng được bao lâu, anh ta lại thấy nhớ túp liều mái cỏ vách đất và người vợ hay cằn nhằn của mình. Nhớ và giết nhất là cái cuốc lưỡi sắt và cái cán mòn nhẵn do bàn tay anh ta nắm và sử dụng suốt bao năm qua. Anh ta xoa xoa hai lòng bàn tay của mình, các vết chai đã không còn nữa. Mảnh ruộng ấy nay không có bàn tay anh, cỏ dại có lên bời bời hay không? Ôi nhớ quá cái cảm giác quen thuộc xa xăm, thời còn là người nông phu cần mẫn. Bà vợ tuy không xinh, nấu ăn sơ sài hay cằn nhằn, nhưng cũng thương chồng ra vết. Không biết bà có nhớ mình chăng? Theo những suy tư như vậy, anh ta cảm thấy đời tu sĩ thật là nhàm chán, thức ăn khất thực cũng bữa ngon bữa dở, rồi anh ta muốn hoàn tục. Anh ta trở lại túp liều cũ, thấy bà vợ cũ vui ra mặt. Anh thấy mình vẫn còn rất có giá, nhặt lên chiếc cuốc mòn vẹt, anh ta ngắm nghía và vuốt ve nó thân thương như đó là đứa con trai của mình vậy. Bước ra ruộng, anh ta hăm hở đào xới, nghe mùi đất, mùi phân, mùi mồ hôi hòa quyện và cảm thấy thân thuộc biết dường nào. Nhưng rồi không bao lâu sau, người nông phu lại cảm thấy mệt mỏi với đám ruộng cằn cỗi, với bà vợ cũ hay cằn nhằn và cái cán cuốc cũng gần như rệu rã trong tay anh ta. Hình bóng những việc khất sĩ nghiêm trang, thư thái và đời sống lặng lẽ của người xuất gia lại mời gọi trải nghiệm một lần nữa. Anh ta lại muốn xuất gia và đã được xuất gia. Nhưng lần xuất gia thứ hai này cũng kéo dài không được bao lâu. Mỗi lần anh ta hoàn tục về lại, người đàn bà cũ lại cằn nhằn và coi thường anh ta hơn. Chiếc cuốc mòn vẹt với cái cán nhẫn nhụi cũng dính nhiều mồ hôi tay hơn. Đám ruộng với những viên sỏi nhẵn nhụi thì vẫn trơ gan dưới nắng mưa thất thường, mà hoa màu thì không dễ dàng nảy nở. Anh ta thì vẫn đi lại giữa người đàn bà cũ, túp liều nát và giáo đoàn của các khất sĩ, san ha, năm lần bảy lượt mà không đâu vào đâu. Ui chào, sao chỉ có người đàn bà cũ, chiếc cuốc mòn vẹt mà khó buông đến như vậy? Phải thật khâm phục các vị thiện nam tín nữ. Những người có thể từ bỏ tài sản lớn như những người vợ xinh đẹp, ngoan hiền và địa vị, đẳng cấp, đáng mơ ước trong xã hội. Họ từ bỏ thật dễ dàng, họ bước vào đời sống xuất gia thật là trang nghiêm và thuận lợi. Còn mình thì sao? Anh ta nghĩ mình phải cố gắng hơn để có thể từ bỏ. Thế rồi người nông phu nghèo khó đã cầm cây cuốc đi ra sóc Hằng. Ông ta quay lưng lại phía bờ sông và ném chiếc cuốc đó xuống sông. Bửng, nó rơi vào một nơi nào đó không biết, không thể nhặt lên được nữa. Lần này ông ta xuất gia thành công. Gương nhân quả, cắt cổ gà vịt, quả báo ung thư lưỡi phải mổ quanh cổ, đau đớn, y như từng giết hại chúng sanh. Cô Đàm Thị Hoa, pháp danh Diệu Phước, sinh năm 1970, sống ở quận 12. Cô sinh ra trong một gia đình miền quê thuộc tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984, cô theo cha vào Nam, sống chung với chú thím. Thấy hoàn cảnh chú thím khó khăn nên cô bắt đầu xin đi làm ở hãng kem ăn để kiếm tiền phụ giúp thêm cho gia đình. Làm việc được 2 năm, cô thấy lương quá ít nên chuyển sang cắt cổ gà cho nhà hàng bán hamburger.
Sau 3 năm, nhà hàng phá sản, cô lại chuyển sang phụ bếp tại các nơi khác. Công việc vẫn là cắt cổ gà. Ngày tháng trôi qua, cô vẫn sống bình yên như vậy, cho đến khi cô lập gia đình và sinh em bé. Chồng cô làm việc ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà, một mình cô vừa đi làm vừa nuôi con nhỏ. Nhưng vì em bé quá ốm yếu, bệnh tật liên miên và cô cũng phát bệnh liên tục, nên cô đành phải bỏ việc phụ bếp. Cô ở nhà nhận vài đứa trẻ chăm sóc để có tiền chi phí hàng ngày, vừa tiện lo cho con. Năm 2007, lưỡi cô bắt đầu lở bên phải. Cô đã đi khắp các bệnh viện như tai, mũi họng, da liễu, Thống Nhất, Hoàn Hảo, Hoàn Mỹ, nhưng các bác sĩ đều bảo lưỡi cô bị viêm nóng và mọc nấm, chỉ cho thuốc uống. Cô uống suốt mấy tháng vẫn không hết bệnh. Năm 2008, lưỡi cô bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay. Cô thường khóc vì rất đau nhức, ăn cơm không được, chỉ ăn cháo và ngày nào cũng phải ghé bác sĩ gần nhà để xin chích thuốc giảm đau. Cô hoàn toàn không biết bệnh này là do nghiệp sát sanh trước đây chiêu cảm. Sau đó cô đến bệnh viện da liễu tái khám, bác sĩ bảo chữa không khỏi nên chuyển sang bệnh viện ung bú. Sang bệnh viện này, cô bị cắt một ít ở lưỡi để sinh khí. Sau một tuần có kết quả, bác sĩ không giấu mà báo thẳng cho biết cô đã bị ung thư lưỡi nên phải nhập viện mổ gấp. Vừa nghe xong, cô bủn rủn tay chân giống như người mất hồn. Cô đi lang thang mãi, về đến nhà cô chỉ biết khóc và thở than với người thân. Đến tháng 3 năm 2009, cô bị mổ nguyên đường vòng ngang cổ. Giống như cô từng cắt cổ gà, lưỡi cũng bị cắt một nửa. Hành cô đau đớn quằn quại, lại không nói được, không ăn được, thức ăn loãng xoay nhuyễn lỏng mà phải đưa ống dẫn vào đường mũi, đau đớn vô cùng. Cô lâm vào tình cảnh, đúng như trong kinh nói, sống không được mà chết cũng không xong. Mổ hơn được một tuần thì bác sĩ điều trị yêu cầu cô phải nhổ 5 cái răng cắm mới tiến hành xạ trị ung thư. Cơn đau này chưa dứt thì cơn đau khác lại đến, sức khỏe suy yếu, cô phải chịu nỗi đau không thể nào diễn tả được. Miệng lúc nào cũng đầy máu, đêm không ngủ được. Bệnh tật ập đến khiến cô tuyệt vọng, không còn tha thiết sống, nhưng phải cố vì đứa con nhỏ. Sau khi nhổ răng xong được 2 tuần thì cô đi xạ trị. Xạ đến tia thứ 15 thì mặt cô đen thui giống như da con gà ác, miệng và cổ cứng ngắc không ăn, không nói được, cô quyết định bỏ cuộc. Lúc cô lâm vào tình cảnh đau đớn thể xác, cần người động viên an ủi thì chồng cô lặng lẽ chạy theo bóng hồng khác. Lần này chồng chất lên cô nỗi đau tinh thần, cô chỉ biết ôm con mà khóc. 3 tháng sau cô ăn cháo liên tục, có uống chút sữa nào thì cũng ói ra, cô nằm thiêm thiếp một chỗ. Cô phải dùng thuốc ngủ nhiều lần, vẫn không thể ngủ được, thức trắng suốt ngày đêm, cô bị suy nhược thần kinh. Cũng may, cô còn có một chút duyên lành, bà Phật tử gần nhà biết chuyện của cô, bà đến động viên khích lệ cô ăn chay niệm Phật. Ban đầu cô không nghe, bà vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, mang các loại đĩa giảng về Phật Pháp. Đĩa niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư tặng cho cô và muốn dẫn cô đi chùa, cô vẫn không chịu đi. Một hôm, ở chùa gần bên nhà có mở khóa tu một ngày, bà dìu cô đi. Cô vào nghe quý thầy giảng kinh niệm Phật cũng không hiểu nhiều. Cứ nhiều lần đi như vậy, dần dần cô được bà hướng dẫn quy y Tam Bảo. Giờ đó cô mới biết rõ quả báo, mình mắc bệnh là do sát sinh vì cắt cổ gà quá nhiều khiến cô sợ hãi vô cùng. Bà tiếp tục hướng dẫn cô thỉnh Phật về nhà, hàng ngày tụng kinh niệm Phật lại sám hối. Từ đó ngày nào cô cũng đến trước Bồ Tát Quán Thế Âm, chí hành sám hối, phát nguyện ăn chay niệm Phật, không dám sát sinh. Tâm cô bắt đầu chuyển biến tốt, không còn nghĩ đến chuyện tự tử mà biết chấp nhận trả nghiệp, đi phóng sinh chung với các Phật tử ở chùa Hoằng Pháp, khuyên người ta phóng sinh. Ban đầu cô ăn chay kỳ, dần dần về sau cô ăn chay trường. Từ khi cô phát tâm sám hối, ăn chay tụng kinh niệm Phật thì sức khỏe cô ngày càng tiến triển tốt. Cô tăng lên được 10 mấy ký, da bệnh cô từ từ thuyên giảm. Cô không còn nghĩ đến bệnh tật và người chồng bội bạc. Cô dạy cho con không được sát sinh, ngay cả con kiến cũng thương nó bởi vì trải nghiệm từ bản thân mình mà cô sợ hãi. Đến tháng 9 năm 2011, cô khi đi xét nghiệm máu ở bệnh viện thì bác sĩ báo sức khỏe cô hoàn toàn bình phục và không còn một chút tế bào ung thư. Cô cảm động bừng rỡ khóc nức nở, nhờ cô chí thành sám hối mà được cảm ứng đến Bồ Tát Quán Thế Âm, thật đúng như trong kinh dạy. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Phật Pháp đã cứu độ cuộc đời cô như thế, Phật Pháp thật sự không thể nghĩ bàn, hiện nay cô trở thành một Phật tử tin theo Phật Pháp tuyệt đối.
Con người sinh ra ở cõi đời này, ai cũng phải làm việc để mà tồn tại. Nhưng phần đông, hàng phàm phu chúng ta đều tạo nghiệp ác. Có người vì chén cơm manh áo mà tạo nghiệp nói dối. Có người vì cơm áo gạo tiền bức bách mà tạo nghiệp sát sinh. Khi nhân duyên chín mùi thì quả báo đến chúng ta phải nhận lãnh. Vì thế trong kinh Đức Phật thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Câu chuyện của Phật tử Diệu Phước trả quả báo ngay đời hiện tại là do cô tạo nghiệp sát sinh. Câu chuyện giết Phật mang rợ phải đền mạng, chân tay gãy làm ba đau đớn khôn xiết. Phật môn có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh đến thế nhân, chứ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có chút lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho rằng đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng. Là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bờ khai đao đại sát, giết mổ động vật. Tôi thường cùng các bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào tủ quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ các món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang hợp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng, tàn nhẫn lủi vào con dê. Chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó tôi đã từng giết gà mổ vịt, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó vào khoảng 13 giờ 10 phút. Tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất. Nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy có một vị thiên thần, chẳng biết là tên là gì. Chỉ nghe ông nói, mì là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên phải gặp quả báo này. Nói xong thì ông biến mất. Khi thuốc mê tan, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện được hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện. Nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng bị ói ra. Đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả. Kết quả là tôi bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngày đây tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi cũng còn hoài nghi về thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng gièm pha, nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? Tôi đọc xong mới sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý, không thể đả phá, cho dù trải qua hàng trăm ngàn kiếp. Nghiệp tạo chẳng mất đi, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự vì tôi chưa từng kể với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình do ác nghiệp mà tôi tự chiêu họa. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tính tâm, thanh liêm.